Thầy chào bạn Trường Sơn ấy. Thầy chờ một chút, chờ các bạn vào, chúng ta sẽ bắt đầu. Em chia sẻ bài luôn. Và thầy chào Vũ Huy nhé. Cái mic của em hình như đang bị lọc âm hay sao, nó không hay buồn cười lắm. Chỗ này em, cái chỗ dòng số 8 em thừa một cái dấu đóng ngoặc, xóa đi. Có khả năng là Trường Sơn đang chuẩn bị thi Giáp Việt đúng không? Ở dòng số 8, số 9 là dòng số 8 thừa một dấu đóng ngoặc. Em xóa ở dòng số 8 ấy. Rồi. Cái thủ tục trai của em cũng chưa hoàn toàn là chính xác. Cái chỗ đoạn là thủ tục quay lui của em là chưa chính xác nhé, kiểm tra lại. Bởi vì trong cái cả cái đoạn code chương trình nó cái tham số U thì thấy chưa, nó chưa dùng vào ở vị trí nào cả trong cái code chương trình. Vũ Huy cô hai rồi. Sơn xem lại rồi ở ngay cái chỗ ở thủ tục quay lui của em nhé. Để thầy mới nhìn thấy. Ở trên bảng ranh ta thấy tiến độ nộp bài của mọi người rất ác, cực kỳ tích cực. Tới thời điểm này thì do thầy mới reset lại bảng danh nên một số bạn nộp trước đấy cũng bị bay màu, nhưng nói chung là thầy thấy cái chơi bài tập bài nâng cao mà các em nộp bài rất hay, cả cô giáo cũng vào nộp bài. Người ta chờ một chút đợi mọi người vào đủ, ta sẽ bắt đầu. Ở cái phần test các nhóm nộp thì permutat á của cờ Vũ Huy không được á, bài permutat chắc là do em nộp nhầm thế nào chứ. Tín thử nộp lại Huy nhá, coi như đều donate thầy 0,1 điểm cũng được mà. Rồi, thế bạn Minh nhầm vào. Hôm nay thầy mới đổi lại cái user để nó phân biệt giữa các lớp để xem tiến độ làm bài nó tiện hơn, nên thầy đã gửi lại user cho các em. Các em nào mà chưa nhìn rõ user thì và mật khẩu thì các em xem lại ở trong nhóm Zalo nhé, thầy đã gửi rồi. Bạn nào mà lỡ thầy mà xóa mất mà quên chưa tạo thì các em cũng báo thầy. Ta chờ khoảng tầm 2-3 phút nữa để mọi người vào cả đầy đủ. Thầy có thầy Minh Chu nhá, Công Huy, còn Minh, bật luật.
chiến và ra đợi hết tháng 8 thì ta chấm lại cái bảng ranh thì ta sẽ xem tiến độ làm bài của mọi người sẽ như thế nào. Tranh thủ lúc đầu giờ thì ta đề cập đến là ở cái chuyên đề này thì ta có 5 buổi về chuyên đề về số học. Ta tới thời điểm hôm nay là sang buổi thứ ba rồi. Như vậy ta còn buổi này còn 2 buổi nữa. Thì sau buổi này thì ta sẽ cập nhật tiếp các cái bài tập cực hay về số học. Như vậy thì ở buổi trước thì ta đã đề cập đến các cái bài toán cơ bản về số nguyên tố, sàng nguyên tố, kỹ thuật cầm cờ để đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Quên, mở nhầm file. Cái gì? À, đúng rồi, chỉ file này, cái này nhầm cái file kia, file đề. À, tôi mô tả để xem hay là trong cấu hình file test này có ai lại nộp test sai. Trong quá trình làm thì một số bạn lại kéo nhầm test bài này lại vào thư mục bài khác. Thế khi lúc các bạn chấm nó không trả về điểm, làm thầy sửa gần chết. Cứ tưởng là các bạn kéo đúng rồi, nhưng làm mất công biên tập lại một tí. Lạc quá. Để nó đi, nó chạy khá lát. Hiện tại lớp NC2 thì có Vũ Huy, có Thuận, có Minh, có cô Nhung. Đấy. Các bạn nộp bài rất tích cực. Có một số bạn đã nộp rồi thì tí nữa thầy sẽ khi khác thầy sẽ chấm lại các bài các em nộp trước. Hôm trước ở buổi rồi mọi người phải vào khá đầy đủ rồi. Có Vũ Huy, Chiến, Minh, Thuận cũng đã vào đây rồi. Rất tốt. Ở bài kế tiếp thầy trò mình lại tiếp tục với cái bài số sinh nguyên tố sinh đôi. Các em lưu ý là khi ra code ấy, ta nên đánh giá được độ phức tạp của thuật toán thì nó là cực kỳ quan trọng nhé. Khi đánh giá được độ phức tạp của thuật toán thì coi như các em rất nhẹ nhàng cho cái bài toán đấy. Đầu tiên thì ta xem bài làm của một số các em đã có cái bài làm để ta xem code của các bạn khác như thế nào. Thì các em cũng là một cái để rút kinh nghiệm luôn. Nhầm. Rồi ta xem bắt đầu từ bên trên đến ta ở đây lớp KCB2 nhầm của mình KNC. Ta xem code của Huy nhé. Đầu tiên là bài ADR2. À, chỗ này rất tốt, là trị lực nhất sàng nguyên nếu C vô Huy dùng cờ bằng kiểu logic nhỉ. Đúng rồi, thì đây là mình đang code theo ý tưởng thuật toán mà. Còn trên thực tế khi ta đi thi thì các bạn nghĩ thế nào các em cài đặt như thế? Rồi, rất hay. Mấy cái bài này áp dụng sàng nhiều, tha hồ dùng.
Rồi đây bạn thực hiện đảo số. Tìm số thứ nào? Cô trông rất chuyên nghiệp. Mũ 6 sàng rất hay. Sao Huy? Nhớ đến rồi thì à, bài vừa rồi Huy có hỏi bài gì nhưng mà khi nãy thầy chưa thấy server nó chấm đấy nhá. Nếu chấm thì nó sẽ dắt vào đây. À đây là cái user cũ nhỉ, quên mất. Cái user mới là KNC ngắn nhỉ. Đây. Quên mất. Tôi mục tác của Huy đây. À, cái kia là cái bài gửi lại của tài khoản cũ, thì thầy về nhầm vào. Rồi, xin hoàn vị như đây. Rồi, ta vừa xem bài làm của các bạn thì các bạn thấy là chất lượng bài làm của các em rất là ấn tượng, đây của Huy rất ấn tượng. À, tại thời điểm này chưa thấy cô Nhung bài nhỉ. Xem bài của mình. Năm. Bài số đặc biệt. Để coi liên kết tập con có ca phần tử. Tưởng rất hay. Cô tô đây. Ừ, chỗ này Thuận khai báo lại cái thằng S này là long long nhé. Bởi vì S là tổng của các phần tử được chọn. Ta nên chọn kiểu dữ liệu to hơn cái mình định đẩy nó vào trong tổng. Đây, ta lần lượt xin thử các cái cấu hình làm trong đoạn. Ta thử điền các giá trị di làm từ thằng trước cộng 1 cho đến n trừ k cộng y. Nếu điền đầy đủ k số thì gọi thủ tục xử lý, không thì điền sang thằng kế tiếp. Rất rõ ràng. Rồi vừa rồi thầy mới xem hai bài của các bạn làm và ta bây giờ ta sẽ dành thời gian làm tiếp nhé. Ta bây giờ tiếp ở cái bài số 7. Ở bài số 7 này thì bài PrimeSum, một số các em đã nộp bài ở trên server đã có PrimeSum PP PrimeSum đã có 4 bạn nộp ở bên trên. Vậy thì ở bài PrimeSum này đề bài là cho môn N và dãy A1 A2 AN đôi một khác nhau. Người ta hỏi là có bao nhiêu cách chọn một số các phần tử để tổng thu được là một số nguyên tố. Đấy nhá. Để có tổng là một số nguyên tố. Vậy thì ta sẽ nghĩ ngay đến cái bài toán là cho một dãy số chọn hay không chọn dãy số này. Việc chọn hay không chọn đồng nghĩa với việc ta sẽ sử dụng một cái dãy song song với nó. Ta gọi nó là mảng B chẳng hạn. Cái thằng nào chọn ta đánh dấu BI bằng 1, thằng nào không chọn ta đánh dấu BI bằng 0. Vậy thì với mỗi cách chọn hay không chọn thì ta thu được một cái dãy mảng B là dãy 01 hay là cái khác đó là dãy nhị phân. Với độ dài của ta là n nhỏ bằng 20, ai là 10^5 thì ở bài này thì ta sẽ áp dụng theo đúng cái tư tưởng của bài có tính chất chọn hay không chọn một số các phần tử thỏa mãn điều kiện bài toán. Có lấy rồi bây giờ về ý tưởng thuật toán với cái bài toán tổng nguyên tố này thì các em thầy nhận thấy như sau: để chọn hay không chọn một số các phần tử thì ta áp dụng phương pháp sinh
Đấy, áp dụng phương pháp sinh. Thì áp dụng phương pháp sinh đây thì nó là cái gì? Thì tới bây giờ thầy cũng sẽ gửi tặng các em cái quyển sách phương pháp sinh. Thầy tiện thể đây thầy cũng giới thiệu một số bạn thì cũng đã được sử dụng cái quyển sách này thầy viết rồi. Thì quyển sách này hiện nay thì thầy viết để thầy tặng cho các thầy cô và các em học sinh học khi học lập trình về chủ đề về phương pháp sinh. Là qua. Máy của thầy thì chạy khoảng tầm hơn một tuần nay thầy chưa tắt đây. À, thầy viết một cái quyển sách tên nó là phương pháp sinh Generation. À, ở trong cái phương pháp này thì thực hiện giải quyết các bài toán liệt kê. Ta giải quyết các cái bài toán liệt kê. Thì trong cái quyển này thì thầy đã biên tập được cỡ khoảng tầm hơn 50 bài. Quyển phương pháp sinh này nó là cái quyển tiền đề để các em ra tiếp cận với những cái bài tập quy hành động phổ biến thông dụng. Nhưng mà khi các em chưa xác định được công thức quy hành động thì ta áp dụng phương pháp sinh hay gọi là áp dụng quay lui để giải quyết bài toán liệt kê thì các em hoàn toàn có thể làm được nó. Thì ở trong quyển phương pháp sinh này thì thầy chia thành các chương, là chương 1 là bài toán liệt kê dãy nhị phân có độ dài n. Rồi chương 2 thì liệt kê tập con có k phần tử. Ở chương 3 là liệt kê hoán vị, chương 4 là các bài tập quay lui cơ bản. Đấy. Như vậy thì với cái chương này thì sẽ giúp cho các em ở trong các quyển này thì do thầy cũng chưa có thời gian nên chưa xin được test cho nó. Hy vọng là thời gian tới thầy sẽ xin đủ test cho để gửi tặng các bạn. Nhưng bây giờ đầu tiên là thầy sẽ gửi tới các em. Cái bài làm ở trong quyển sách này thì thầy viết bởi hai ngôn ngữ lập trình cơ bản là C cộng cộng và Python, là hai cái ngôn ngữ mà thầy sử dụng để viết cái quyển sách này. Bạn nào code Python tốt thì các em code trên Python, còn nếu không thì code C cộng cộng cho nó lành mạnh. Lưu ý rằng cái phương pháp sinh giải quyết bài toán liệt kê độ phức tạp thuật toán nó rất cao, nhưng nó sẽ giúp cho ta giải quyết được bài toán. Như vậy đi thi việc mình làm được với cái thằng nó không làm được câu đó là nó có sự khác nhau, nên các em lưu ý nhé. Trong trường hợp thông dụng thì ta nên áp dụng phương pháp sinh để tổ chức nó thành một cái subtask. À, có cả code bằng Pascal nữa nhé, có một số bài có code cả code bằng Pascal nữa, nhưng đa số là C cộng cộng với Python đó. Và thầy cố thành hai cái quyển này. Bây giờ thầy gửi các bạn qua tin nhắn qua cửa sổ chat, các em nhớ tải về trên máy tính. Hy vọng các em sẽ khai thác nó một cách triệt để hỗ trợ cho việc học của mình. Đóng lại để đỡ nó bị lỗi. Đây là cái quyển phiên bản mới nhất thầy đã mới cập nhật lời giải. Mới nhất trong quá trình làm thì do cái chủ đề nó học về lập trình nó cũng rộng mà thầy viết thì cũng khá dài, viết khá nhiều nên chắc chắn nó sẽ đâu đó nó có thể là không tối ưu hoặc là có lỗi thì các em cũng phản hồi lại để thầy edit lại cái thành bản mới hơn để khi gửi tặng đến các em. Và các em vào trong cửa sổ chat các em tải giúp thầy xuống nhé, cửa sổ chat của Zoom nhé, thầy vừa gửi qua đấy. Cửa sổ chat của Zoom các em tải về. Ở đây nó có khoảng tầm 50 bài với cái mục tiêu để với các bạn mà thi vào chuyên tin hoặc là các bạn mà để thi ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì các em phải khai thác, phải làm được 100% các bài này. Nhắm mắt cũng phải làm được, dễ cũng làm, khó cũng làm nhé. Phải cài đặt độc lập, không được sử dụng code cũ. Chấm một phát phút điểm luôn, do chưa có test nên cố gắng tự sinh test. Rồi bây giờ ta quay về trở lại với cái bài toán này. Ta đang nói về áp dụng phương pháp sinh. Thì cái quyển sách phương pháp sinh thầy gửi tặng các em rồi. Các em nhớ lưu về máy tính nhé, ở trong cửa sổ chat. Rồi các bạn nào tải về rồi thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa tải về comment cho thầy số 0 này, để thầy biết đây. Các bạn đã tải về chưa? Rồi như vậy thì thầy nhận thấy là các bạn đã có nghe thông tin đến và đã tải về. Nhớ khai thác nó triệt để nhé. Cái việc khó khăn nhất đối với dân lập trình của mình đó là rất thích sưu tầm tài liệu, sưu tầm xong để đó. Đó là một cái điều rất buồn. Do đó khi mà thầy viết sách thì luôn hướng theo cái cách. Lý do là người ta mà sưu tầm được tài liệu hay về người ta không khai thác. Đó là lý do cái tài liệu đó nó chưa phù hợp với năng lực của họ. Nên khi viết cái quyển sách này thì bắt đầu cho mọi người bắt đầu từ con số 0. Tức là chưa biết gì về phương pháp sinh. Nên bài tập nó sẽ mức độ từ dễ đến khó. Tại MK,
nhắc phải không thầy? À tại mình nhắc chính xác. Nói chung thì khi làm ấy thì trong tin học mình có khái niệm tính vừa sức, tức là cái bài tập nó phải phù hợp với năng lực của học sinh, năng lực của giáo viên. Cũng giống như các thầy cô không dạy đội tuyển, các thầy cô nhìn vào cái hệ thống bài tập thầy trò mình đang làm chán luôn, chẳng muốn làm. Đấy. Còn với những cái người thầy cô đã từng làm những cái bài tập ở tầm dưới rồi, khi chuyển sang phần trên này các bạn hoàn toàn có thể làm được. Vậy thì bài này ta áp dụng vào phương pháp sinh dãy nhị phân có độ dài n lưu vào mảng B, bởi vì mảng AI mình dùng mất rồi. Thì với mỗi cấu hình ta thực hiện duyệt từ đầu cấu hình cho tới cuối cấu hình, các cấu hình tức là các cái bộ số 101 mà người ta thu được, người ta gọi là các cái cấu hình. Khi đó thì ta có tổng các phần tử được chọn sẽ là bằng là AI nhân với BI. Khi BI bằng 1 thì nó cộng với AI, còn khi BI bằng 0 thì S nó không đổi. Chứ bằng là for khởi tạo S bởi thằng long long nhé, cho nó vượt qua kiểu dữ liệu đi. Khi đó nếu S nguyên tố thì ta tăng đếm lên. Đấy. Ta tăng Z lên một đơn vị. Vậy thì cái thủ tục này thì người ta có thể gọi nó là thủ tục xử lý. Trong thủ tục xử lý thầy thực hiện các việc này. Chỗ này thầy đang code trên Word khởi tạo F bằng 0 để tính tập. Và phần này các bạn mình làm tốt rồi thì các bạn cũng nghe lại một lần cho nó cho nó nhớ rõ hơn tí nhé. Hoặc là các em có thể có cách làm tốt hơn để tí nữa. Vậy thì làm theo cách này thì ta có độ phức tạp của thuật toán là bao nhiêu, thì tí nữa thầy trò mình mới bắt đầu quan sát. Bởi vì lớp ta hiện tại là bây giờ đang có 11 bạn. À đây cô Nhung cũng đã vào rồi. Thấy cô Nhung nộp bài rất chi là ấn tượng. Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục bài. À thế gửi lại cho tới cô Nhung cái quyển bài tập phương cái quyển phương pháp sinh nhé. Cô Nhung vừa vào chắc là chưa nhìn thấy lịch trẻ tin nhắn cũ. Đâu nhỉ? Mình vừa gửi ở trong tin nhắn Zoom thì cô Nhung tải giúp cái quyển phương pháp sinh. Phương pháp sinh là tập các cái bài tập về phương pháp quay lui để giải quyết các bài toán liệt kê cơ bản như liệt kê dãy nhị phân, liệt kê tổ hợp chập không lặp chập K, liệt kê hoán vị, vân vân, và các bài tập áp dụng từ mức độ cơ bản đến nâng cao. Hôm tới thì ta cũng sẽ lấy một số các bài tập ở đấy ra. Và hy vọng là với 51 bài được code bởi ba ngôn ngữ lập trình Pascal, C cộng cộng và Python thì sẽ giúp cho cô Nhung có cái nguồn tài liệu để quan trọng. Hy vọng là cô cố gắng khai thác dùng được. Trong quá trình dùng thì phát hiện những cái lỗi nào thì nhớ cô và các bạn hãy comment lại, nhắn lại cho thầy để thầy chỉnh sửa nhé. Bởi vì thầy viết khá nhiều sách, mà viết nhiều thì thực tế là không kiểm soát hết được. Viết khoảng tầm 200-300 trang mỗi quyển, viết đến quyển thứ 7 thứ 8 thì đúng là nhiều khi không biết mình đang viết cái gì nữa. Rồi bây giờ ta sẽ quay ra cái phương pháp sinh để thầy làm lại một lần và thống nhất với các bạn luôn cách cài đặt phương pháp sinh một cách cơ bản nhất. Là quá cái quyển bài tập phương pháp sinh do chưa có quỹ thời gian nên thầy chưa sinh được test cho nó. Hôm tới chắc ta là phải sinh test bằng cơm rồi, vừa chạy vừa sinh test.
cái code nhắc lại là các em nhớ code zoom code nó to lên. Các bạn thì bên kia các bạn cài đặt luôn cái bài này nhé, sẽ có. Tắt cái chuột này cứng luôn. À, trong phần tên đẹp thì không phân biệt chữ thường với chữ hoa các anh. Khi ta double một thằng nào đó, lưu ý ta nhớ sửa nó lại. Cái này được. Rồi, thủ tục sinh giá nhị phân thì ta sẽ thực hiện như sau. Thầy có một cái mảng A gồm có N, N mảng B gồm có NO. Thì khi đó thầy sẽ thực hiện cái công việc là thử điền vào ô thứ Y giá trị 0 hoặc 1. Thử điền vào ô B giá trị 0 hoặc 1. Đấy. Thì thầy sẽ thực hiện để thử điền thì ta sẽ thấy nhận thấy rằng là các giá trị điền từ 0 đến 1 nên thầy sẽ for z chạy từ 0 nhân tới 1. Khi đó thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là gắn B ở vị trí thứ y có giá trị bằng z. Khi đó giá trị Z đã được gắn vào thằng BI rồi thì cái bây giờ thầy kiểm tra xem. Thầy đã khóa cái vậy à, đấy, bật nhầm vài phút ba. Bây giờ nếu Y của thầy mà có giá trị bằng N, điều đó có nghĩa là thầy đã điền được đủ mảng B, tất cả các phần tử từ phần tử đầu tiên đến phần tử thứ N đã được điền các giá trị Z vào rồi. Vậy tức là ta đã thu được một cấu hình. Thì khi đó ta gọi thủ tục xử lý. Đấy. Thủ tục xử lý này là sẽ với một bài sinh dãy nhị phân thì nó chỉ là đưa cái dãy nhị phân đó ra thôi. Còn ngược lại thì khi y không bằng n thì điều đó chứng tỏ là dãy này B nó có n phần tử mà ta đang dừng ở giữa ở vị trí thứ y nào đó, chứng tỏ là nó chưa đi cuối dãy thì mình phải thử điền vào ô kế tiếp. Vậy thì thầy sẽ thử điền vào ô kế tiếp là ô thứ y cộng 1. Quá trình này cứ chạy đi chạy lại, chạy lại, chạy đi chạy lại và ta thu được làm một cái dãy nhị phân. Rồi bây giờ ta quay trở lại thủ tục xử lý. Bây giờ ta có thủ tục xử lý của mình. Chỉ có mỗi thứ yêu cầu là bây giờ ta thử đưa các cái giá trị nó ra xem. Nó đã... Vì mảng B của mình có N phần tử nên thầy đi từ đầu mảng B đến cuối mảng B và thầy xe out thằng BI ra. Để xem cái dãy nhị phân của thầy thu được đã đúng chưa. Hết một cấu hình thì thầy say out and line xuống dòng. Bây giờ ta thêm thẹp mới. Ctrl Shift N. Các bạn mở file in. Như bây giờ thầy có lấy luôn test đề bài. Không... đang chạy file chương trình, quên mất chương trình mình đã gọi nó đâu nhỉ. Ta quay trở lại chương trình chính. Ở chương trình chính của mình thì khi nãy mình chưa thử địa thầy mảng A mảng B của thầy có được đánh số thứ tự từ 1 cho đến N. Để điền được các giá trị thì thầy sẽ điền từ vậy ô đầu tiên, ô đó là ô B1 nên thầy sẽ gọi là thử điền vào ô thứ 1
giá trị 0 hoặc 1. Khi điền vào ô số 1 xong, nó thấy nếu chưa đủ thì nó điền vào ô số 2, điền vào ô số 3, điền vào ô số 4. Đến khi điền đầy đủ tất cả các ô trên mảng B rồi thì nó for từ đầu mảng B đến cuối mảng B, nó đưa ra. Đây, nên do đó ở đây thầy gọi là thử điền vào ô thứ 1, giá trị 0 hoặc 1. Người ta chạy thử chương trình. Lưu ý khi làm ở buổi nào thầy cũng nhắc, đó là với mọi bài ngay từ đầu các em làm việc với thầy luôn nhé. Đây các bạn nhìn thấy cái dãy 001 này nó đẹp chưa? Đẹp lộng lẫy, đúng không? Nên trong phim trưởng các bạn quên xem phim hành động của Mỹ, ví dụ như về thầy cho n bằng 3 thì lấy cái dãy số này đi. Để ta xem cái dãy nhị phân có độ dài bằng 3 trông nó như nào. Đấy. 00 001 010 011 100 101 110 và 111. Vậy thì các đây được gọi là một dãy nhị phân có độ dài n. Với n bằng 3 thì ta có đây là dãy nhị phân độ dài n, nó có 8 cấu hình. Bây giờ ta thử n bằng 4. Xem nó có bao nhiêu cấu hình. Đấy. N bằng 4 nó có 16 dòng. N bằng 3 nó có 8, n bằng 4 có 16. Ta thử n bằng 5. N bằng 5 nó có 32. Như vậy tổng quát lên với giá trị n thì nó sẽ có bao nhiêu cấu hình? Các bạn hãy bật cửa sổ chat giúp thầy. Khi sinh dãy nhị phân với giá trị n thì ta sẽ thu được bao nhiêu cấu hình? Rồi, Minh Chu và các bạn đã nhanh chóng và Thuận cũng đã, các bạn khác chắc cũng đồng ý với rằng số lượng dãy nhị phân là 2 mũ n. Đấy. Đối với ta quay trở lại cái dãy của đề bài. Đấy. Vậy thì cái ta thu được là một mảng B. Đấy, cái ta thu được mảng B. Ví dụ như với cấu hình này, theo các em thì có những phần tử nào được chọn ở trên mảng A? Với cấu hình 23 này, bao gồm những thằng A mấy được chọn? Nếu ta quy định 1 là BI bằng 1 thì chọn AI, BI bằng 0 thì không chọn AI. Thì những phân tử nào được chọn? Các em bật cửa sổ chat nhé. Thầy giáo và giảm hành nhớ. Điểm danh. Rồi, thầy nhận được các câu trả lời của Minh Chu, của cô Nhung và của bạn Thuận là phần tử A1, phần tử thứ nhất, phần tử thứ ba và phần tử thứ tư. Các bạn khác có đồng ý quan điểm được không? Chắc hẳn mọi người cũng đã đồng ý rằng là với cái cấu hình 23 này thì thằng A1 này, A3 và A4 là ba thằng sẽ được chọn. Và ba thằng được chọn này sẽ được đẩy vào tổng nhé. Bạn chờ đây một giây. Nếu thầy Hải có hỏi điểm danh thì có. Rồi, ta quay trở lại bây giờ thủ tục xử lý của mình. Bây giờ thầy để đề bài người ta yêu cầu hãy chọn một số phân tử sao cho tổng thu được là một số nguyên tố, sau đó tăng biến đếm. Vậy thì ở đây thầy khởi tạo một cái biến tính tổng. Thầy khởi tạo F bằng 0. Duyệt qua từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu BI bằng 1 thì S bằng S cộng AI, ngược lại thì S không thay đổi. Vậy thì tổng quát lên thì ta có thể ghi S cộng bằng thằng AI nhân BI. Chi tiết hơn về những bài tập này thì cái quyển sách phương pháp sinh thầy ghi và giải thích rất chi tiết. Thì hy vọng các em nó sẽ khai thác nó hiệu quả hơn. Rồi khi đó ta thu được S là tổng các phần tử. Vậy thì S là tổng các phần tử được chọn. Và khi đó ta kiểm tra xem nếu nguyên tố của S mà bằng chu thì ta tăng lần đếm lên. Đấy. Ở thời điểm này biến đếm chưa có thì ta khởi tạo Z bằng 0 ở đây, khai báo biến tổng quát của chương trình. Rồi bây giờ ta chạy. Tới đây kiểu gì nó báo hàm nguyên tố chưa có, đúng không? Lưu ý rằng khi code chương trình các em tuyệt đối không được sử dụng các cái code cũ copy từ bài cũ sang bài mới nhé. Dù bài nào nó có dễ mấy đi nữa
thì cũng cần phải ốt lại từ đầu. Thầy sẽ thực sự là không hài lòng nếu mà các bạn có một cái thói quen là sử dụng code cũ. Bởi lẽ sử dụng code cũ thì mình không phát hiện được. Ví dụ với bài trước ta thường INTU, nhưng bài này tham số ta truyền vào là một biến S kiểu long long. Vậy thì cái số cần kiểm tra nó phải sẽ phải là kiểu long long chứ không phải INTU. Nếu mà mình copy từ bài cũ sang thì mình không thể phát hiện ra được chỗ này. Nên mình sẽ bị mất đi các cái test lớn. À, khi xem code thì thầy thấy một số bạn vẫn for y chạy cho tới căn bậc 2 của u. Các em bình phương hai vế lên nhé, trông nó ngầu hơn là y bình nhỏ hơn u. Ở chỗ này thì hôm trước thầy cũng giải thích khá chi tiết, đó là với một số nguyên dương u lớn hơn 2 thì nó luôn có lớn hơn hoặc bằng 2, nó luôn có hai ước 1 và u. Do đó ta kiểm tra xem ở giữa có thằng y nào hay không. Cái bổ đề trong toán học rằng y chứng minh rằng nếu y là ước của u thì cái y bé nhất sẽ nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn u. Đấy, nếu mà tồn tại như vậy thì để kiểm tra xem u có là số nguyên tố hay không, ta chỉ việc kiểm tra xem có tồn tại thằng y bé nhất này không. Nếu tồn tại thằng y bé nhất này thì chứng tỏ số này có ba ước, ta bay ra ngoài luôn. Sau vòng lặp for, nếu không tồn tại thằng y bé nhất thì chứng tỏ rằng số này chỉ có hai ước, vậy nó là số nguyên tố. À, vậy thì bây giờ ta quay trở lại đưa thẳng kết quả ra. Thủ tục xử lý của mình bây giờ ta không không đưa các phân tử kia ra nữa mà ta cải tiến nó thành thủ tục xử lý như trên. Ra được 12, không biết test đề bài ra bao nhiêu. À, đúng ra 12 cần. Khi đó nếu mà người ta hỏi các phân tử được chọn là các phân tử nào thì các em chỉ việc lưu lại cấu hình của mảng B. Các em lưu nó vào đâu đó. Sau đó cuối sau khi chạy xong ta thu được các cái cấu hình, hoặc là ta đưa trực tiếp các phân tử được chọn ra luôn cũng được. Hoặc là các em lưu nó vào đâu đó. Hay cả. Slip như này liệu có đọc nổi không nhỉ? Người thử zoom lên xong đây xem đọc được không nhé. Vậy ta xem bài Prize xong trên server có hiện tại là vẫn có hai bạn nộp bài Prize xong, là bốn bạn. Thì các em nào chưa nộp bài Prize xong thì các em code vào chương trình và cài đặt làm luôn nhé. Hy vọng mọi người zoom lên đọc được. Bạn nào hỏi thì trả lời, thứ nhất phải định dạng lại cho nó đẹp ngầu tí.
Ừ, nhất trí dự. Ừ. Hôm nay đúng là ngày mai là ngày 27 tháng 7, ở trường nhà thầy cũng tổ chức các cái sự kiện đền ơn đáp nghĩa rất chi là ý nghĩa. Ở trường này có các cái câu lạc bộ hoạt động hiệu quả lắm, các bạn học sinh chủ động tổ chức các cái sự kiện, trong đó có sự kiện về đền ơn đáp nghĩa, có sự hướng dẫn của nhà trường. Để thể tô đậm các cái keyword là để bắt đầu các cái chương trình. Lại để như này mọi người cài đặt này nó sẽ trông nó đẹp và ngầu hơn. Rồi đó là ở cái bài số 7, bài Prisam, bài tổng nguyên tố. Bài này thì cũng với bài này người ta sẽ hỏi là hãy đưa ra các cách chọn để có tổng là số nguyên tố. Hãy đưa ra cách chọn để có tổng là số nguyên tố lớn nhất. Hãy đưa ra cách chọn sao cho nhiều phần tử nhất. Hãy đưa cách chọn sao cho chỉ bao gồm các số nguyên tố. Đấy. Vân vân mây mây. Đấy thì ta sẽ đưa ra được cái bài toán, từ cái bài toán này trở ra trở đi. Ở bên cạnh của các bạn là cái sơ đồ để một cái mạch điện tử để cộng thực hiện phép toán cộng bit nhé, để cộng hai bit với nhau người ta có phép toán cộng bit. Cộng bit liên quan tới dãy nhị phân không một nên thầy đưa làm cái hình này cho nó đẹp. Với bài số 7 rồi ta xem tiến độ làm bài của các em. Đề nghị cả nhà tiếp tục làm bài. Bây giờ hiện tại thầy có 5 bạn đã nộp bài, một số bạn đã nộp rồi thì cái server nó mà nó chưa hiện lên trên bảng danh, các em cũng có thể sắp lại nhé, bởi vì ta mới tạo tài khoản mới mà. Thấy Quang Minh nộp bài rất tích cực đấy. Thuận này, Huy, Minh, cô Nhung, một số bạn thì đã nộp trước khi thầy đi xét bảng danh nên nó bị bay màu trên bảng danh. Thầy thì để sang tháng 8 mới reset, nhưng mà do số lượng bài nộp của các nhóm lớp học sinh nhiều quá. Hôm trước thầy tính là được có khoảng tầm 2.400, hơn 2.400 bài, nhưng bảng danh nó bay màu luôn, nó pho hai vòng lồng nhau nó lát luôn. Quay trở lại độ phức tạp của thuật toán này thì ta bắt đầu quay trở lại tính độ phức tạp của thuật toán nhé. Độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Giải thuật thử sinh dãy nhị phân độ phức tạp là 2 mũ n. Trong giải thuật sinh dãy nhị phân này ta gọi thủ tục xử lý. Vậy thì ta đánh giá độ phức tạp của thằng xử lý. Khai báo biến O1 duyệt qua thằng này là ON. Hàm kiểm tra tính nguyên tố là mất ô của căn. N ở đây cho bằng 20, vậy mình bỏ qua, nó sẽ là ô bậc k, là căn bậc 2 của thằng S. Trong đó trường hợp tệ nhất đó là mình chọn tất cả các phần tử. Do đó thầy gọi S max là tổng tất cả các phần tử. Thì nó sẽ là căn căn của S max. Như vậy thì độ phức tạp thuật toán của ta là sẽ là bằng 2 mũ N nhân căn bậc 2 của S max, trong đó S max là tổng tất cả các phần tử. Đấy. Nên độ phức tạp hợp của thuật toán viết ra bởi ký pháp ô lớn là ô của 2 mũ n nhân với s max nhân với s, tôi thể ghi gọi là trong đó s là tổng tất cả các phần tử, ô của căn s thì đúng không? Độ phức tạp của nó là ô n nhân căn s. Vậy thì người ta nhận thấy rằng là khi mà thằng AI càng lớn thì tổng các phần tử càng lớn và căn bậc 2 của nó cũng là một số lớn nhân với 2 mũ n, thì như vậy ta thấy là nghĩ rằng là số lượng phép toán nó khá lớn. Do đó khi làm bài tập làm theo cách này thì ta
nhận thấy rằng nó không tối ưu. Nó không tối ưu lý do chính là do cái việc kiểm tra tính nguyên tố nó bị kiểm tra nhiều quá. Và khi kiểm tra nhiều quá thì ta sẽ dùng cái gì các em? Khi đúng rồi, như Thuận đề xuất ngay, ta sử dụng sàng nguyên tố. Ta sử dụng cái sàng Eratos Tenet để giảm độ phức tạp của thuật toán. Vậy thì ở trong chương trình của mình cần cải tiến như vậy ở subtask 2. Ở cái cách làm 2, ta thực hiện bước 1 thì ta sẽ thực hiện là tính tổng các phần tử. Tổng tất cả, tổng bởi vì như các bạn đã biết ở buổi trước, thầy cũng có dặn là khi sử dụng sàng nguyên tố thì phải quan tâm đến ta sẽ định sàng cho tới đâu. Bài này thầy cho mình sàng cho tới cái giá trị tốt nhất mình cần kiểm tra, đó là tổng tất cả các số nguyên dương ở trong mảng. Vậy thì tổng tất cả các phần tử, thầy lưu nó vào S0 chẳng hạn. Ở bước 2, thầy gọi giải thuật sàng nguyên tố. Cho tới thằng S0. Để thu được mảng FI bằng chu nếu Y là số nguyên tố F và bằng phô nếu Y không là số nguyên tố, với Y nằm trong phạm vi từ 1 cho tới S0. Rồi bước 3 thì ta làm tương tự như ở bên trên và trong thủ tục xử lý. Bây nhưng mà ta chỉ cần cải tiến lên một chút, thay vì kiểm tra một số có là số nguyên tố bởi hàm nguyên tố thì ta sẽ thực hiện là nếu F của thằng S mà bằng chu đấy, thì ta tăng thằng Z lên. Đấy. Vậy đó là bước 3 ta cải tiến thủ tục xử lý, đó là ta sẽ sử dụng sàng nguyên tố. Sau khi sàng xong thì ta thu được mảng F. Và mảng F, nhớ rằng cái giải thuật sàng này ta sẽ gọi ở chương trình chính nhé. Trước khi gọi thủ tục thử 1. Rồi sau khi thực hiện xong, người ta thu được Z là kết quả của bài toán, thì ta sẽ đưa Z ra. Vậy thì code ở trong chương trình thì ở đây ta sẽ cần nhắc lại. Tới thời điểm này, bạn nào cài đặt được giải thuật sàng nguyên tố, các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài được cái sàng Eratos Tenet, comment cho thầy số 0. À, hoàn toàn được Huy nhé, bởi vì bài này số lượng phần tử nó cũng ít. Tuy nhiên thì ta nhận thấy là việc giảm đi được tí nào hay đi tí đó thì ta cũng hoàn toàn có nên sử dụng sàng. Trên thực tế thì số lượng cấu hình của nó là 2 mũ n, n bằng 20, nó tương ứng cỡ khoảng tầm là 10 mũ 6, là nó cũng khá nhiều cấu hình đấy. Và ta phải gọi cái hàm kiểm tra tính nguyên tố 10 mũ 6 lần. Theo thầy nghĩ, nếu mà tổ chức sàng nguyên tố thì đó cũng là cái đáng để cho ta cài đặt sàng. Như vậy thì giải thuật sàng nguyên tố ở đây ta sẽ tự động cài đặt nhé. Và thầy nhận thấy các em đã cài đặt tốt. Sau khi thực hiện tính n, vậy thì ở chỗ này thì thầy sẽ sửa lại cái thằng code S0. Thầy khởi tạo bằng 0. Và trong cái quá trình đọc dữ liệu thì ta tính tổng luôn. Đấy.
sau đó ta gọi sàng ở đây cho tới đằng F0. Đấy. Sau đó ta làm tương tự. Thì khi đó thủ tục xử lý của mình sẽ thay vì kiểm tra S có phải là nguyên tố hay không, thì bây giờ mình kiểm tra xem S của thằng S. Đấy. Có bằng true hay không. Nó chỉ đơn giản đấy thôi. Vậy thì quay ở đây thì ta cần khai báo một cái mảng bool. Ở đây mảng F ta sử dụng F thường đây. Cái khi thầy code chữ in hoa lắm. Đấy, cái sàng này thì ta tự cài đặt nhé. Trong chương trình sau khi nhập N, sau khi tính tổng tất cả các phần tử, ta sẽ gọi giải thuật sàng nguyên tố. Sau đó ta sẽ áp dụng phương pháp sinh. Cứ với mỗi phương pháp sinh thì khi gọi phương pháp sinh dãy nhị phân, ta thu được các cấu hình. Cứ với mỗi cấu hình thì ta sẽ gọi thủ tục xử lý. Ở trong thủ tục xử lý đó, ta thực hiện yêu cầu của bài toán và kiểm tra xem nó thỏa mãn điều kiện hay không, nếu có cập nhật kết quả. Đấy. Thực hiện xong công việc trên, ta thu được red là kết quả bài toán, ta đưa red ra. Vậy đó là cái cách thứ hai. Thầy đang vui tự nhiên con gái thầy nó làm kem, thầy ăn hơi quá đà, thế là bị ho. Rồi. Thế đấy mẹ bố đấy cho mẹ làm gì con. Đấy. À, như vậy thì thầy đã gửi tới các bạn cái cách cải tiến, cái cách làm theo cách 2. Đấy. Trong cách 2 này thì người ta chết mất cái đoạn là kiểm tra tính nguyên tố, ta không cần nữa, ta bỏ nó đi cho nó rộng rộng chuồng. Đấy, thầy đã cập nhật lại cái cách làm thứ hai. Vậy thì khi làm ở cái cách thứ hai này thì ta quay trở lại, ta đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Ở đây ta sẽ thực hiện việc tính tổng mất ô n 20 bỏ qua, giải thuật sàng nguyên tố là mất ô của giá trị cần sàng, mất ô của S0. Giải thuật sinh dãy nhị phân thì ta mất ô 2 mũ n. Rồi kế tiếp nữa. Thủ tục xử lý, ta thực hiện tính tổng là mất ô n 20 bỏ qua. Ở đoạn này thì ta có mất ô kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không, mất ô 1. Như vậy thì tổng quan ra là ta sẽ là mất ô của 2 mũ n, sau đó cộng với giá trị cần sàng nên ta có độ phức tạp của thuật toán là viết bởi ký pháp ô lớn là ô của 2 mũ n cộng với thằng S0. Đấy. Trong đó S0 là tổng tất cả các phần tử. Đấy. Là đây là cái cách đánh giá.
Khi cộng như thế này đồng nghĩa với việc ta có thể sử dụng hàm mắc để tìm giá trị lớn nhất. Vậy thì trên đây là cái cách làm cái bài toán. Thứ nhất là quên cái bài toán hôm nay, đầu tiên là bài toán tổng hai số hữu nguyên tố theo cách 1 và cách 2. Bạn nào cài đặt theo cách 1 thì là cũng được. Bạn nào làm theo cách 2 thì độ phức tạp của nó tốt hơn một tí. Bởi vì một thằng nói vui vậy thôi, chứ một thằng nó đang là ô của 2 mũ n nhân căn S với một bên là 2 mũ n cộng với S0, thì khả năng thằng 2 mũ n cộng S0 sẽ ngon ăn hơn nhiều, đúng không? Bởi vì căn S thằng S mà lớn 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 một tí, 2 mũ n nhân căn S cái là bay màu ra ngoài ngay, quá thời gian khi thực hiện. Thì trong khi thằng này nó chỉ mất có ô của 2 mũ n cộng S0. Vậy qua cái cách thầy hơi nôm na một tí để cho cái việc tính độ phức tạp của thuật toán thì các em cũng cần phải rèn cái kỹ năng đó nhé. Nhìn một đoạn code phải biết được giải thuật này có độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu. Bởi vì sau này các bạn đi trở thành kỹ sư phần mềm, các em chuyên gia công phần mềm ấy, thì các em chủ yếu là đi sửa lại code của họ. Ví dụ ông sếp mình ông sử dụng một cái framework, ông gen ra được một cái ứng dụng rồi, một cái web rồi. Bây giờ mình dựa vào cái code đấy mình bắt đầu sửa cho nó phù hợp với thực tế, chứ không ngồi cốt chay từ đầu như thầy trò mình đâu. Đó, do đó các em phải đánh giá được độ phức tạp của thuật toán để mình biết được chương trình của mình chạy tối ưu như thế nào. Lưu ý rằng trong một giây máy tính có thể chạy lên tới được 10 mũ 8 phép tính. Đó là máy tính tốt. Máy tính của thầy Thành thì chỉ chạy lên tới 10 mũ 6 thôi các em nhé. Máy tính của thầy nó hơi đều một tí. Rồi, bài Prisum thầy nhận được 1, 2, 3, 4, 5, 6 lượt nộp trên 13 bạn đang 12 bạn đang ở trong lớp đây. Rồi, xin mời các bạn sẽ thực hiện làm bản đồ bài này nhanh nhé. Các em tham khảo cách làm ở bên trên nhóm Zalo thầy đã gửi. Trong khi học thì các em nên dùng Zalo web hoặc Zalo PC để cập nhật lời giải của các bài. Nhóm của ta vẫn đang vượt lên trên phần còn lại. Các em nào gặp khó khăn xin mời các em comment để hỏi nhé. Hoặc là bật mic lên, hoặc là để xem màn hình. Rồi ta sang cái bài toán thứ hai là bài toán liệt kê tổng bài số 8, liệt kê tổng nguyên tố 2. Bài toán này đề bài là người ta yêu cầu cho n và dãy A1, A2, An đôi một khác nhau. Người ta biết là có bao nhiêu cách chọn ra K phần tử. Đây, chọn K phần tử. Đề tổng của nó là một số nguyên tố. Vậy thì bài này thì ta có hai cái hướng làm. Hướng thứ nhất là ta sẽ áp dụng phương pháp sinh dãy nhị phân. Sau đó ta đếm số lượng bit bằng 1 mà đúng bằng K thì ta xử lý tiếp. Đấy. Còn không thì ta sẽ quay sang cái bài toán sinh dãy nhị phân bằng liệt kê tổ hợp không lặp chập K của N. Tổ hợp không lặp chập K nó là cái gì? Thì bây giờ thầy trò mình lại quay trở lại cái quyển phương pháp sinh. Thì xem cái bài đấy nó ở phần nào nhé. Ở trong phương pháp sinh thì thầy đã chia thành các cái chương. Thì các em lưu ý khi khai thác nó một cách triệt để như thế này. Ở trong cái chương đầu tiên là liệt kê dãy nhị phân có độ dài n, chính là các bài tập giống như ta vừa làm. Đấy. DQBN có cái DQ binary đấy, number đó là DQ về sử dụng về dãy nhị phân thì đặt tên là DQBN. Và các bài tập ứng dụng. Rồi cái của ta đây liệt kê các tập con có k phần tử chính là cái bài toán ta đang làm đây. Thì ở trong này nó có bài tập cơ bản và các bài tập áp dụng của nó nhé. À, Dự đã tải được file này em chưa em nhỉ? Thế này các bạn vào sau đã tải được file này chưa Dự? Ở trong cửa sổ chat đấy. Vậy thì với cái... thế để thầy gửi lại luôn. Khi nay các bạn ở trong nhóm đã sử dụng rồi.
Vậy thì nó quay về bài toán liệt kê có tập có con tập con có k phần tử. Vậy thì ta sẽ giải quyết cái bài toán này trước, liệt kê cái tập con có k phần tử trước xem nó là cái gì đã. Đề bài là cho số nguyên dương n là tập các số tự nhiên từ 1 cho tới n. Bây giờ với số nguyên dương k, hãy liệt kê các cái tập mà chỉ có k phần tử, lấy từ tập từ các số nguyên từ 1 tới n. Ví dụ như với n bằng 5, k bằng 3 thì ta có bộ ba số được chọn, tự nhiên ba số tự nhiên khác nhau được chọn, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thứ tự tăng dần này người ta gọi nó là thứ tự từ điển. Ta có 1, 2, 3 là cấu hình bé nhất, sau đấy đến 1, 2, 4, 1, 2, 5, sau đó đến 2, 3, 4, 2, 3, 5, sau đó đến 2, 4, 5, sau đó đến 3, 4, 5 là cấu hình cuối cùng. Vậy thì ở đây ta thu được một các cái cấu hình này thì người ta gọi nó là tập con có k phần tử của tập n. Các bạn biết rồi. Vậy thì để làm cái đấy thì người ta chứng minh được rằng với một số nguyên dương AI thì để sinh ra được một cấu hình không được là không bị lặp. Ví dụ như con trỏ Y của thầy đang trỏ vào cái thằng giữa này. Thì cái giá trị điền vào thằng Y nó kiểu gì đi nữa thì nó phải lớn hơn thằng bên trái nó. Bởi vì nếu ta đã đi đến vị trí thứ Y thì vị trí thứ Y trừ 1 ta đã đi qua rồi. Do đó thằng AI của ta sẽ lớn hơn, sẽ bằng thằng AI đứng trước nó, phải cộng lên một đơn vị để đảm bảo ta thu được là dãy nó không bị lặp lại. Ví dụ như ta không thể sinh ra một cái dãy là 215 chẳng hạn, bởi vì dãy đó nó so với cái dãy 125 nó vẫn là một tập hợp gồm có 3 phần tử 1, 2 và 5. Nên người ta chứng minh được rằng với thằng AI nó sẽ nằm trong phạm vi từ AI trừ 1 cộng 1 cho đến N trừ K cộng Y nhé. Đến N trừ K cộng Y. Vậy thì giá trị tối đa tại vị trí thứ y là sẽ bằng sẽ người ta chứng minh được rằng giá trị tối đa ở vị trí thứ y nó có thể gắn nhận được là bằng n trừ đi k cộng y. Vậy thì về thuật toán đầu tiên ta sẽ khởi tạo cấu hình đầu tiên. Cấu hình đầu tiên với mọi tập đó là các phần tử AI sẽ bằng trong phạm vi từ 1 cho tới n. Sau đó thì về ý tưởng giải thuật thì ta sẽ đi từ trái sang phải, ta tìm phần tử đầu tiên chưa đạt giá trị lớn nhất ở vị trí thứ y. Thì ở đây thì có nhiều trường phái để làm, có cái cách phương áp dụng phương pháp sinh thì ta phò luôn cho nó nhanh, ta thử luôn cho nó nhanh. Còn nếu một trường phái khác đó là ta tìm cái phần tử chưa đưa đây chưa đạt được cái vị trí tốt nhất, sau đó ta sẽ tăng phần tử đó lên một đơn vị, sau đó các phần tử ở phía sau nó thì ta khởi tạo lại bằng phần tử đứng trước cộng lên một đơn vị. Đấy. Nên với cái tư tưởng này thì ta sẽ quan sát cái giải thuật của ta sẽ như sau. Ban đầu ta sẽ thực hiện là gọi là khởi tạo cấu hình đầu tiên. Đấy. A1 bằng 1, A2 bằng 2, A3 bằng 3, như vậy cấu hình 1 2 3. Đấy. Sau đó ta thực hiện chừng nào mà chưa đi hết cấu chừng nào mà chưa sinh hết cấu hình thì thầy gọi thủ tục xử lý. Bây giờ với cấu hình của mình thì ta sẽ thực hiện công việc là ví dụ như thầy đang ở dãy 1 2 3 thì dãy kế tiếp của thầy sẽ phải là 1 2 4. Vậy cái số đầu tiên ta tương tác là cái số cuối cùng của cái dãy này. Vậy thầy gắn y bằng k. Chừng nào mà thằng ai bằng n trừ k cộng y, tức là chừng nào mà nó đã đạt được mắc rồi thì giảm y đi để tìm vị trí đầu tiên chưa đạt mắc. Nếu tồn tại một cái vị trí này thì ta tăng giá trị của nó lên. Sau đó ta thay tất cả các phần tử đứng sau nó cho đến cuối dãy bằng thằng trước nó cộng lên 1. Ví dụ trước nó đây, trước đó nó đang là 2 3 4 thì bây giờ tăng nó thành là 3 4 5. Đó, đó là một cái cách cài đặt. Rồi bây giờ ta sẽ quay trở lại bên code chương trình để giải quyết theo đúng cái ý tưởng ta đang nói ở cái bài toán này. Quay trên cọc trộm cái khung. Lưu ý bài này hoàn toàn có thể áp dụng bởi phương pháp sinh dãy nhị phân nhé. Tuy nhiên bây giờ cái phần sinh dãy nhị phân coi như các em đã thành thạo rồi. Nếu chưa thành thạo xem lại quyển phương pháp sinh của thầy để làm cho nó thành thạo. Lưu ý các bài tập trong phương pháp sinh chưa có test. Rồi bây giờ thì ta sẽ ý tưởng của thuật toán của ta đó là ta áp dụng
Bây giờ áp dụng phương pháp sinh tập, cái này gọi là tên nó là cái gì nhỉ? Tập con của các phần tử, liệt kê tập con các phần tử của tập n. K phần tử của tập n. Ở đây thì thầy lấy một cái dẫn chứng luôn, đó là cái bài DQCKN hạng 1 ở trong sách phương pháp sinh nhé. Khi đó với mỗi cấu hình, đây cứ với mỗi cấu hình là làm một cái chọn đấy, cứ với mỗi cấu hình là một cái chọn, thì lưu ý rằng cái ta đang chọn là chọn chỉ số đấy. Ta lưu vào mảng B, mảng B lưu chỉ số các phần tử, thứ tự các phần tử được chọn nhé. Cứ với mỗi cấu hình thì ta thực hiện, người ta yêu cầu là đếm để sao cho tổng của nó là có là một số nguyên tố, bởi vì cấu hình này nó chỉ có k phần tử mà, vậy thì mình sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho đến k và thực hiện cái công việc tính tổng các phần tử được chọn. Thì ta nhận thấy rằng cái thằng s của mình sẽ tăng lên một lượng là bằng s của a ở vị trí bi, bởi vì mảng b bây giờ của mình là mảng chỉ số. Ví dụ như với bộ số 1, 2, 3 thì nó sẽ chọn 3 thằng đầu. B là 1, 2, 3 chọn 3, 2 thằng đầu. B là 1, 2, 4 thì nó sẽ chọn 2 thằng đầu và thằng thứ tư. Đấy. Như vậy thì nó sẽ chọn S sẽ tăng lên một lượng là bằng S cộng. Trước đó các em khởi tạo S bằng 0. Lưu ý rằng vì S là tổng các phần tử ở mức độ nào đó, ta nên khai báo nó vượt qua kiểu dữ liệu của thằng AI. Thường thầy có một thói quen là khi tính tổng hay tính tích các phần tử, thầy luôn bật nó sang long long cho biến kết quả. Rồi khi đó đề bài của ta là nếu thằng S nguyên tố thì ta sẽ thực hiện là tăng bị thằng Z lên một đơn vị. Đấy. Và ở đây ta nhận thấy rằng thằng S này là nguyên tố thì ta đây, kiểu gì thì ta cũng làm theo Satak 2 là ta sử dụng cái sàng nguyên tố cho thấy rằng thằng S0 nhé. Thì PBS không biết là các bạn biết là cái gì để tra ra. Rồi bây giờ tính độ phức tạp của thuật toán, tí nữa ta sẽ quay trở lại độ phức tạp của thuật toán sau. Bây giờ ta quay sang ta cài đặt chương trình trước. Cài đặt chương trình thì bây giờ ta bắt đầu cứ giữ nguyên cái thằng này nhé. Cái bây giờ ta đang có một cái hàm kiểm tra tính nguyên tố. Ok rồi. Ta có thủ tục xử lý. Đây rồi. Ta thủ tục xử lý này. Bây giờ thầy sẽ cải tiến thủ tục xử lý trước nhé. Thủ tục xử lý ta cải tạo S bằng 0. Vì dãy con này nó chỉ có K phần tử, thầy for cho tới K. S của thầy bằng S cộng với B. A của B. Sau đó nếu F của thằng S là nguyên tố, còn nếu mà cốt theo sắp 1, sắp tăng 1 ấy, thì ta nếu ta gọi là nguyên tố của thằng S. Còn nếu mà sắp tăng 2 thì ta gọi F của thằng S, trong đó F là mảng trạng thái các số nguyên tố có được bởi sàng Eratosthenes. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện thủ tục liệt kê các cái dãy. Vậy thì ở đây trong cái giải thuật liệt kê các cái dãy thì ta có hai trường phái cài đặt. Trường phái đầu tiên là thầy tổ chức lại cài đặt giống như cái khi nãy. Thì ok, cái thằng này tí nữa thầy dùng nó sau nhé. Thôi, thằng nào xóa đi cho nó rộng đất. Rồi để sinh ra một cái tập có k phần tử thì thầy sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán, đó là lần lượt sinh ra các cái dãy nhị phân, lần lượt sinh ra các cái tổ hợp tập chấm k của nó. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái cấu hình đầu tiên mà mình thu được đó là cái cấu hình
mà bé nhất có k phần tử. Ta lưu nó vào mảng B. Như vậy ta đây là ta thu được cấu hình bé nhất rồi. Bây giờ ta sẽ thực hiện lần lượt sinh ra các cái cấu hình. Và như vậy thì ta nhận thấy rằng có nhiều, vậy thì ta bắt đầu chừng nào mà chưa hết cấu hình. Đến khi mà thằng y của thầy, chừng nào mà thằng này đang bằng không, các không thì ta bắt đầu thực hiện công việc. Vậy công việc của mình sẽ thực hiện là duyệt qua tất cả các phần tử, tìm phần tử đầu tiên mà nó chưa đạt giá trị tốt nhất. Khi sinh ra tập con có k phần tử, các bạn lưu ý rằng thằng ai sẽ lớn hơn thằng ai trừ 1 cộng 1 và bé hơn thằng là n trừ k cộng y. Vậy thì ở đây ta sẽ có luôn chỗ này cho nhanh, xong rồi thầy giải thích cho nó tiện. Thì ta thực hiện là vào đây gọi thủ tục xử lý của mình nhé. Rồi bắt đầu ta khởi tạo y bắt đầu bằng k để ta đi tìm cái cấu hình đầu tiên, mà cái vị trí đầu tiên trên cái cấu hình hiện tại mà nó chưa đạt giá trị tốt nhất. Chừng nào mà chưa đi về đầu dãy và thằng ai đang còn khác, thằng ai mà đang bằng thằng n trừ y cộng k, n trừ k cộng 1, nhầm, gọi là n trừ k cộng y. Đoạn này bắt đầu bị ngáo rồi. N trừ k cộng y tức là thằng ở vị trí thứ y thì đó nó đang đạt giá trị tốt nhất rồi mà nó có thể đạt được, thì khi chứng tỏ rằng cái thằng ai không thể tăng lên được, vậy thì mình sẽ giảm y đi để tìm cái thằng đầu tiên mà nó chưa đạt giá trị tốt nhất để tăng nó lên. Đấy, thì ta giảm y đi. Nếu mà tồn tại một cái vị trí như thế thì ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán. Ở đây ta đang lưu ý ta đang sinh vào mảng B nhé. Thì ta tăng thằng B lên một đơn vị, ta gắn BI bằng BI cộng 1. Sau đó ta thay tất cả các phần tử đứng sau nó. Con trỏ của ta đang dừng ở vị trí Y thì bắt đầu từ sau nó, thì nó sẽ for để cho nó tăng như này. Thằng đứng sau sẽ bằng thằng đứng trước cộng lên một đơn vị, nên phải for G chạy từ Y cộng 1 cho đến K là G cộng cộng. Và thầy thực hiện yêu cầu là gắn A ở B ở vị trí thứ gì. Bằng B ở vị trí thứ gì trừ 1, tức là thằng trước nó cộng lên một đơn vị. Thì để đảm bảo rằng là cái dãy đó nó sẽ tăng. Ví dụ như dãy của thầy đang là 2, 3, 4. Thì khi mà thầy đang đứng ở vị trí con số 1 ấy, thì thầy sau khi tăng thằng này lên 2 rồi, thì thằng đứng sau thằng 2 đó sẽ phải thật là cái thằng tốt nhất, khi đã đạt vị trí tốt nhất, tăng lên một đơn vị. Sau tất cả những thằng sau sẽ khởi tạo lại. Vậy thì đoạn sau nó là một cái dãy tăng. Rồi thực hiện xong cái này, cái ta thu được. Đây. Đấy. Thực hiện xong cái này, cái ta thu được là một cái cấu hình. Đấy, là một cấu hình. Vậy thì ở trong cấu hình đấy, ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán. Ở đây ta thì ta quay ra thủ tục xử lý. Thủ tục xử lý của mình sẽ thực hiện là duyệt từ đầu cấu hình đến cuối cấu hình, đến phần tử thứ y sẽ đẩy vào thằng A có chỉ số là BI vào trong tổng S. Nếu tổng này là số nguyên tố thì ta tăng biến Z lên. Đấy. Còn sau đó lại ta thực hiện sinh ra cấu hình kế tiếp. Quá trình này chạy đi chạy lại đến khi ta thu được cấu hình lớn nhất. Đấy, cái cấu hình này được gọi là cấu hình lớn nhất. Cấu hình mà chọn 3 thằng cuối là thằng 3, 4, 5 ấy, là cấu hình lớn nhất. Thì ta lại thực hiện kiểm tra xem nó thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu nó không thỏa mãn điều kiện thì ta nó đưa nó ra. Như vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng ta cần phải thể ở đây thầy đang hướng dẫn theo sao tác 2, nên cái việc kiểm tra tính nguyên tố ở đây ta nên dùng sàng.
để sàng. Và lưu ý ta sẽ sàng cho tới S0 nhé. Sàng cho tới S0 nhé. Và trong đó S0 là giá trị tốt nhất của cái giá trị mà ta cần phải kiểm tra tính nguyên tố. Rồi như vậy thì trên đây là cái ta thu được cái thằng này. Tuy nhiên do ở đây ta chưa cài sàng nguyên tố nên chỗ này thầy gọi lại cái hàm nguyên tố nhé. Rồi. Trong chương trình của mình là sau khi nhập N tính S0 có thủ tục thử 1. Trong thủ tục này thầy gọi nó là thủ tục xin tập ca. Khi gọi thủ tục thì các bạn nhớ phải có thêm cặp đóng dạ đóng ngoặc mở ngoặc nhé. Nó không giống như ở trong Pascal. Sau ta thu đưa ra Z là kết quả của bài toán. Và ta thử chạy thử xem sao. Ta lấy test của đề bài. Không có đúng như test này không? Con số K như vậy khi đọc dữ liệu ta sẽ in thêm thằng N, xin thêm thằng K nữa. Đã quá. Để là zoom ra cơ sở. Và quý vị đây để nhìn tổng quan một tí nhé. À, thầy đang tắt mic rồi, bọn trẻ con nó phá ghê lắm, đừng lắp đi. Để phóng lại cái okay. Cái chỗ này để thầy thử lại xem sinh cái khi áp dụng phương pháp sinh các bạn nhớ là ta phải xeo ra cái thằng mà mình sinh ra đúng chưa trước khi các em áp dụng ở đi đâu thì áp dụng nhé, tránh tình trạng nó ngay từ lúc đầu mình đã áp dụng sai thì tức là chưa sinh được cái dãy con tập con có k phần tử ấy. Đấy, ta có 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 này, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5 và 3, 4, 5. 3, 4, 5 được gọi là cấu hình cuối cùng. Rồi, như vậy phần sinh đã ok rồi nhé. Rồi, ta sẽ thực hiện tiếp cái đoạn này. Hàm nguyên tố của mình đến chỗ này rồi thì tăng lên z khởi tạo không rồi gọi thủ tục xin tập ca cứ với mức cấu hình này gọi thủ tục xử lý để thu được kết quả cập nhật thằng tốt nhất và xin ra cấu hình kế tiếp.
lạc 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 quá. Nó ra thuộc 4. À, nó ra 4, có vẻ đúng rồi các em. Rồi nha, như vậy thì ở bài này là ta áp dụng qua để thêm code ở đây. Đây là những cái trong quá trình code thì thầy các bạn nhìn thấy cái cách mà thầy xử lý cái trường hợp mà mình chạy mà mình không chắc chắn lắm, vậy thì mình phải giải quyết được cái bài toán cơ bản của nó đã, là cái bài toán là liệt kê kia đã đúng chưa. Nếu bài toán liệt kê mà kia mà đúng rồi thì ok, thì ta lại chuyển sang các cái thao tác kế tiếp để tránh tình trạng là ngay từ cái bài cái đoạn code chương trình mà phương pháp sinh của mình ấy cũng bị sai ngay từ chỗ đấy, thì dẫn đến cái thủ tục xử lý của mình nó cũng không còn đúng nữa. Nên thầy có một cái thói quen rất lành mạnh, đó là khi áp dụng phương pháp sinh để giải một cái bài toán nào đó, thầy thường sẽ giải quyết bài toán cơ sở của nó. Nếu là bài toán sinh dãy nhị phân, thầy phải đưa ra được các dãy nhị phân. Bài nào là liệt kê hoán vị, đưa ra được hoán vị. Bài nào liệt kê được các cái tổ hợp tập có k phần tử của một tập n cho trước, thầy cũng sẽ thực hiện là như thế. Là thầy phải đưa được nó ra trước thì sau đó mới thầy mới đưa kết quả. Rồi trên đây là cái cách nha, để giải quyết cái bài toán trên. Thì trong cái quá trình làm thì ta nhận thấy rằng đây. Đấy. Ở đây thầy cho đậm thêm một số các hàm. Bài này thì để tối ưu hơn một chút, ta nên sử dụng sàng nguyên tố nhé. Ở đây do ta không dùng cốt sàng ở đây, nên cái tê chỗ mà kiểm tra tính nguyên tố của mình ấy, nó kiểm tra tính nguyên tố ở chỗ này là mình đang chạy bằng cơm. Đó là tại sao tăng 2 thì ta gọi là thằng F của thằng Y, F của thằng S, đúng không? Đúng như vậy. Trên đây là bài số Prime 2. Ở bài toán Prime 2 này nó đưa ra một lớp các bài toán cực hay. Tuy nhiên thì có bạn bảo thứ này có cách cài đặt nào khác hay không? Thì khi nãy thầy nhìn thấy có cốt của ai mà cốt kiểu khác nhỉ? KNC2, nếu thầy không nhầm là cốt của Thuận hay là cốt của đấy, sử dụng phương pháp sinh. À đây, theo cốt của Thuận này, đó là ta thử điền vào ô thứ y các giá trị nằm trong phạm vi từ bi cộng bi trừ 1 cộng 1 cho đến giá trị n trừ k cộng y. Đến vị trí thứ y ta khởi tạo bi bằng gì? Nếu chưa điền đầy đủ k phần tử thì gọi thủ tục xử lý. Ngược lại, gọi thì thử điền vào ô kế tiếp. Đấy, ta có một cái cách để cài đặt khác bài toán này nhé. Ta sử dụng phương pháp quay lui. Đấy, thế tí nữa thầy sẽ gửi lại file này cho các em để các em có cùng thêm à, chứ thôi quên trễ thời gian. Hôm nay ta sẽ cố gắng giải quyết đấy. Hết các cái bài ở đây.
Rồi, bây giờ ta xem lại cái bài Pride 2 các bạn đang nộp từ đâu nhé. Còn mạng nguyên bài xuất bản. Và Pride 2 tới thời điểm này, Pride Summer 2 có hiện tại đã có 4 bạn cài đặt thành công. Các bạn tiếp tục cài đặt nhé. Double, baby, kiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Các em tích cực làm bài này, ta có vì mình bài này cô Nhung làm theo ý tưởng là với các phần tử đó, nếu mà nó chọn hay cái nếu phần tử đã đưa đó mà chưa được dùng thì mang ra dùng nó, còn nếu dùng rồi thì lại đánh dấu nó lại. Đây đúng theo tư tưởng quay lui đấy, cái là thế này, theo tư tưởng quay lui ngày trước là hay sử dụng cái kỹ thuật quay lui kiểu này, nhưng sau này thì mình cũng mất mất cái kỹ năng này ít khi mình sử dụng cái phương pháp quay lui kiểu cái nào đã dùng rồi thì đánh dấu, cái nào chưa dùng rồi thì nói chung nó cũng là một cái đánh dấu. Người ta tiếp tục nhé, trong thử tranh thủ lúc chờ mọi người làm bài thì ta thử xem lại. À, có 4 bạn đã nộp bài này, tối đa là được 12 điểm nhé, nên các em cố gắng cài đặt thật tốt để kiểm soát các biến. Rồi ta tiếp tục nhé, ta sang bài kế tiếp, bài hoán vị nguyên tố. Như nếu như ở cái bài số 6 là bài số 7 là bài áp dụng quay lui phương pháp sinh bài toán liệt kê dãy nhị phân, thì ở cái bài số 8 là bài là liệt kê tập con có k phần tử của một tập có n phần tử. Thì ở bài số 9 là lại là bài liên quan tới hoán vị của một số. Thì để bên cạnh thì là một cái hình rất đẹp về hoán vị thì các bạn quan sát đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng là bây giờ đề bài người ta cho một cái số nguyên dương n. Thì bây giờ các cái hoán vị của nó đó chính là các chữ số của n được sắp xếp lần lượt theo các cái thứ tự khác nhau. Và ta nhận thấy rằng các ký tự của số này là khác nhau đôi một. Đấy.
Bây giờ ta đề bài người ta yêu cầu là sau đó Dêm thực hiện liệt kê các số là các hoán vị các chữ số của N và sau đó đếm số lượng các hoán vị này là một số nguyên tố. À, như vậy thì người ta bảo là cho số nguyên dương N, sau đó ta đi tìm các hoán vị, trong các hoán vị này hoán vị nào là số nguyên tố thì ta tăng biến đếm lên. Với 34 thì ta có hai hoán vị thì chỉ có mỗi số 43 là số nguyên tố. Đấy. Cho số nguyên dương N, hãy cho biết có bao nhiêu hoán vị các chữ số của N là một số nguyên tố. Ồ, bài này khá thú vị đây. Vậy thì với cái bài toán này thì ta sẽ tiếp cận theo đúng ý tưởng của thuật toán của nó. Nếu mà liên quan tới liệt kê hoán vị. Hay đấy. Thì ở bài toán này thì ta sẽ áp dụng thuật toán trong cái quyển phương pháp sinh là liệt kê hoán vị của cái tập có n phần tử ở trong cái quyển sách phương pháp sinh. Vậy thì ta nhảy sang quyển phương pháp sinh này thì ta có bài toán liệt kê có tập có n phần tử, ta quay lên phần mục lục liệt kê tập con có k phần tử rồi này. Liệt kê hoán vị đây DQHV1 ở cái mục lục các em sẽ click chuột vào đó cái thì nó sẽ di chuyển đến đúng vị trí. Thì nói đến hoán vị này thì thầy muốn giảng lại rõ hơn một chút về cái bài toán liệt kê hoán vị. Liệt kê hoán vị ở đây thì ta có với n bằng 3 thì ta có các cái tập, tập đầu tiên là tập 1, 2, 3. Đây là cái tập có thứ tự từ điển bé nhất. Các bạn lưu ý nhé, thứ tự từ điển bé nhất nó là 1, 2, 3. Sau đó ta sẽ lần lượt tìm ra cấu hình kế tiếp. Ta lần lượt tìm ra cấu hình kế tiếp. Sau đó đưa cấu hình kế tiếp ra. Đây, hiện nay thì cái giải thuật sinh hoán vị thì C cộng cộng nó hỗ trợ khá nhiều. Tuy nhiên thì ta sẽ làm nó một cách rất thủ công và chạy bằng cơm như sau. Để liệt kê được các cái hoán vị thì ta sẽ sử dụng một cái mảng lưu các cái giá trị này. Sau đó ta sẽ thực hiện. Đầu tiên ta khởi tạo giá trị. Sau đó ta thử điền vào ô AI giá trị Z nằm trong đoạn từ 1 cho tới N. Khi điền đến khi mà cái thằng Z nào đã được sử dụng rồi thì ta đánh dấu nó đã được sử dụng, cái mà giống như khi nãy cô Nhung đã đánh dấu nó sử dụng hay không sử dụng đấy. Sau đó nếu ta đã điền đầy đủ NO của mảng A thì chứng tỏ ta thu được một hoán vị, vậy thì ta sẽ thực hiện đưa hoán vị đó ra đấy. Vậy thì đó là cái tư tưởng như thế. Vậy thì ở đây thì trong cái phần code tham khảo thì ta lại làm theo cái code tư tưởng khác. Ở đây cho các bạn để ý cái code của ta trong đoạn này có mấy cái code sử dụng cộng để xem có code nào đây. Có một số code là của học sinh, các bạn học sinh làm. Ta cho y chạy từ 1 cho tới n. Nếu phần tử z chạy từ 1 đến n, nếu z chưa được sử dụng thì ta gắn ai bằng z và sau đó z đã được sử dụng rồi ta check nó bằng false. Nếu ta đã điền đầy đủ NO thì ta gọi N phần tử rồi thì ta gọi thủ tục xử lý để đưa cấu hình đó ra. Ngược lại thì ta thử điền vào ô kế tiếp. Sau đó ta giải phóng thằng Z đi để thằng Z được phép mà tham gia vào các cấu hình kế tiếp. Đấy. Đó là như vậy thì ở trong chương trình chính sau khi mình nhập dữ liệu thì mình gọi thủ tục thử một là ta sẽ liệt kê ra được các cái dãy nhị phân có độ dài N. Vậy chỗ này do cái quỹ thời gian không nhiều vậy thì thầy sẽ cài đặt luôn. Cái phương pháp sinh dãy nhị phân có độ dài N đâu nhỉ? Bài này. Cái giải phương pháp sinh thủ tục xử lý.
cái thằng nguyên tố mình cứ để nhá, tí nữa mình dùng. Rồi bây giờ ta quay trở lại của mình. Ta sử dụng một cái mảng để lưu trạng thái xem. Mảng này thầy hay sử dụng nó là mảng free. Đấy. Mảng phủ mảng free bởi một cái giá trị là true với size of của thằng free này. Free có một chữ e đây nhé. Đây thầy sử dụng một cái mảng free. Khi khai báo thằng Nmax các bạn nhìn thấy chỗ đoạn khai báo mảng nó đẹp lung lộng lẫy lung linh luôn đúng không? Còn nếu mà không sử dụng nó thì hơi buồn cười. Rồi, bây giờ ta có thủ tục xử lý. Thủ tục xử lý của ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt từ đầu cấu hình cho tới cuối cấu hình và thực hiện yêu cầu của bài toán là đưa cấu hình đó ra. Bởi vì bây giờ mình đang xin nó vào trong bảng B, vậy mình sẽ xeo thằng BI ra. Ta có xeo endline. Ta đưa cấu hình này ra. Bây giờ ta sẽ thực hiện là thử điền vào ô thứ y giá trị Z nằm trong phạm vi từ 1 cho tới N. Khi các bạn cài đặt giữa toán tử và toán hạng, cách nó ra cho nó đẹp và ngầu. Nếu thằng Z đang còn free, chữ bằng chu các bạn bỏ đi được. Nếu thằng Z mà chưa được dùng đến, thì ta gắn B ở vị trí thứ Y có giá trị bằng Z. Khi đó ta gắn rằng thằng Z đã được sử dụng rồi. Nếu ta đã điền đầy đủ NO, thì ta gọi thủ tục là xử lý. Ngược lại thì ta gọi thủ tục thử điền vào ô kế tiếp. Đấy. Sau khi sinh ra được hết cấu hình xong rồi để tham gia cấu hình sinh ra cấu hình khác Z được phép sử dụng. Vậy thì mình giải phóng thằng Z đi. Đấy, thầy nhớ chuột phải cho format lại cho code nó đẹp lại. Đấy. Như vậy thì trên đây là cái đoạn mà thử. Vậy thì chương trình chính mình ấy, sau khi nhập số nguyên dương n thì thầy gọi ở đây là cái cột này này thầy gọi là thử. Điền vào ô thứ 1 giá trị. Vậy thì khi điền thử vào ô thứ 1 thì nó sẽ thực hiện cái công việc là thử điền vào ô đầu tiên của bảng B, duyệt qua tất cả các giá trị nằm trong phạm vi từ 1 đến N. Nếu mặt thằng Z chưa được dùng thì dùng thằng Z gắn vào BI. Sau đó nếu chưa đủ cấu hình thì sinh sang thì thực hiện điền vào ô kế tiếp. Nếu đủ cấu hình rồi thì thực hiện đưa cấu hình đó ra. Trong thủ tục xử lý đưa cấu hình đó ra thì ta duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng và ta đưa cấu hình đó ra. Rồi bây giờ ta thể nhập với N bằng bài này là liệt kê hoán vị với N bằng 3 đi. Thì ta liệt kê ra được ta lại xem phần chuột C-in, C-in mỗi N thôi. Quên khi nãy chưa đổi tên file mà chụp ảnh các bạn lại gửi rồi. Thì ta thu được các cấu hình như sau: cấu hình 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 và 3, 2, 1. Đây là các cái cấu hình được sinh ra bởi cái giải thuật sinh dạy liệt kê các hoán vị của tập con có liệt kê các hoán vị của tập có n phần tử các số từ 1 cho tới n. Tập gồm có n phần tử được đánh số thứ tự từ 1 đến n. Các bạn nhớ cái giải thuật sinh này nhé. Sau này ta áp dụng cái phương pháp sinh này vào các bài toán đồ thị nó mới là cực kỳ thú vị. Sao lại hôm nào cái chuyên đề đồ thị của ta sẽ có hẳn áp dụng phương pháp sinh cho các bài toán đồ thị. Đây là một trong những cái xu hướng mới khá hay mà thường thì mọi người không làm được về phần này. Thử xóa đi các cạnh sao cho đồ thị thỏa mãn điều kiện. Chọn một số các cạnh, sắp xếp lại một số thứ tự xây các cạnh. Đấy. Rồi, nói thế thầy mới lại nghĩ ra được một bài toán mới rất thú vị. Rồi, ta quay trở lại cái bài toán hôm nay của thầy cho mình. Là bài toán cho số nguyên dương N, ta thực hiện yêu cầu là
đưa ra các cái hoán vị các chữ số của n. Như vậy công việc của ta, ta cần phải tách được các chữ số của n, đúng không? Việc tách các chữ số của n, cách đơn giản nhất đó là ta băm nó ra, đẩy nó vào một bảng. Đó là cái cách đơn giản nhất. Cách thứ hai, ta convert nó sang sâu. Thì bản thân thằng sâu nó thì các phần tử nó đánh số thứ tự từ 0 cho tới s chấm sai trừ 1. Đấy. Thì ta có hai xu hướng. Thông thường thì khi mà có nhu cầu tách các chữ số ra, thầy hay sử dụng sâu hơn. Còn nếu bạn nào sử dụng mảng thì ta sẽ sử dụng mảng. Thôi thì ta sử dụng mảng đi nhé, cho nó lành mạnh. Bây giờ cho số nguyên dương n, công việc của thầy bây giờ là ta phải tách các chữ số của n lưu vào một mảng A có k phần tử. Vậy thì bây giờ thầy sẽ thực hiện thủ tục tách các chữ số của n, thì không biết nên thôi để thủ tục tách các chữ số của n thì thầy khởi tạo biến k, khởi tạo bằng không, lưu số lượng phần tử của mảng A, lưu các chữ số của n. Vậy thì ta nhận thấy rằng là chừng nào cái thằng n của mình mà đã đa phần lớn hơn bằng không thì ta tách các chữ số ở hàng đơn vị là bằng phép toán u phần trăm 10, ta đẩy nó vào trong mảng c, mảng a có k phần tử. Vậy thì mình cộng k lên và mình gắn bằng cái giá trị ở chữ số hàng đơn vị. Ở đây thì ta đang sử dụng giá trị n. Rồi sau khi thực hiện xong thì n là phần còn lại, thì ta có n bằng n chia cho 10. Đấy. Quá trình này chạy đi chạy lại, ta tách được các chữ số của n. Và tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng các chữ số của n bây giờ là việc băm nó ra rồi, nên giá trị của nó đang bị đảo ngược lại. Mà trên thực tế thì mình cũng không cần quan tâm nó đảo ngược hay không đảo ngược, bởi vì quá trình sinh hoán vị nó sẽ sinh đủ tất cả các khả năng xảy ra. Nhưng ở đâu đó một cái cách hay hơn thì ta nên sort các ký tự của cái số này thành một dãy tăng. Sau khi thực hiện cái việc này, n của thầy bằng không, thầy thu được mảng A có k phần tử, lưu các chữ số của n. Ừ. Đấy. Kế tiếp ta sẽ sort mảng A. Mảng A của ta tại thời điểm này thì ta có tất cả là có k phần tử. Đấy. Do đó ta sẽ sắp xếp mảng A nó tăng dần. Ví dụ như n của thầy là số 123 thì khi đó mảng A của thầy nó sẽ chứa các cái giá trị là 1, 2 và 3. Đấy. Các bạn hình dung được cái mảng A của thầy bây giờ nó đang là như thế. Nếu số A của thầy là số 3, 1, 2 thì khi đó mảng A của thầy sau khi cách ra nó cũng thu được một cái cấu hình đã được sắp xếp tăng. Như vậy thì ta quan trọng nhất, vậy thì ta cần phải khai báo một cái biến K là biến tổng quát của chương trình. Rồi. Ta lần lượt tách các chữ số của N để thu được mảng A chứa các chữ số của N. Và lưu ý rằng N, bây giờ ta thu được mảng A có K phần tử. Như vậy thì cái quá trình sinh ra một cái hoán vị thì ta chỉ sinh ra được các cái hoán vị nằm trong phạm vi từ 1 cho tới K thôi. Do đó trong thủ tục sinh hoán vị ta sẽ sửa lại. Ta for di chạy từ 1 cho tới K, trong đó K là số lượng phần tử của mảng A. Nếu BI bằng di thì... Nếu phê di đang chưa dùng thì gắn bi bằng di, sau đó đánh dấu di đã được sử dụng. Nếu y bằng k, tức là ta sinh ra đủ được k vị trí rồi, thì ta gọi thủ tục xử lý. Ngược lại thì ta điền vào ô kế tiếp. Bây giờ trong thủ tục xử lý, thầy sẽ thực hiện công việc duyệt từ 1 cho tới k. Bảo đó, con nhà thầy nó lại phá game. Ta duyệt y chạy từ 1 cho đến k và ta gắn bi để ta đưa cấu hình nó ra. Vậy thì ta nhận thấy rằng bi nó bây giờ đang là chỉ số, mảng chỉ số. Và ta nhận thấy rằng cái ta đang đưa ra là các phần tử ở trong mảng A, nên mình sẽ xe ra A của bi. Đấy, xe A của BI. Rồi bây giờ ta quay trở lại với bài toán. Sau khi nhập số nguyên dương N, N thầy số lấy số 213.
Bây giờ ta thử xem các cấu hình của nó thu được là cái gì. Em có 10. Rồi, bay màu rồi. À quên, ở đây thầy chưa gọi thủ tục tách các chữ số của N. Là còn ta có các cấu hình 1, 2, 4, 1, 4, 2, 2, 1, 4, đấy, 2, 4, 1, 4, 1, 2 và 4, 2, 1. Như vậy thì đây là ta đã liệt kê ra được tất cả các quán vị và mọi người cảm nhận ra nhé. Đây là số 124, 142, 214, 241, 412 và 421. Giá trị của thực tế của các số này nó đang là dãy tăng. Đúng không? 124, 142. Vậy đây được gọi là các cái hoán vị sinh ra theo thứ tự từ điển, nó được là tăng. Rồi bây giờ ta có các số này đang là các số liên tiếp, riêng biệt. Vậy thì ta cần phải ghép nó lại thành một số nguyên. Nhá, ta ghép nó lại thành một số nguyên. Để quên mất. Cái này ta ép thời gian chưa? Thì ta ghép nó lại số nguyên bằng cách ta for từ cuối. Đến thằng nào thì ta lại nhân thằng này với 10, sau đó cộng thằng kế tiếp. Sau đó lại lấy cả cục này nhân với 10, cộng thằng kế tiếp. Vậy thì về ta lại thực hiện cái việc kế tiếp là việc ghép số. Việc ghép số nó được xử lý ở đây thay vì việc CL ra. Thì bây giờ mình mới bắt đầu thực hiện ghép số. Việc ghép số thì ta sẽ for từ đầu đến cuối. Đến vị trí này thì S của mình sẽ bằng thằng S trước đó nhân với 10, cộng với cái thằng kế tiếp của mình. Sau đó mình share thằng S ra chẳng hạn. Lạ quá. Đấy, thì các bạn thấy rằng là bây giờ nó không phải là các phần tử riêng biệt của cái mảng A nữa, mà nó đã ghép thành một số nguyên dương S. Tại sao ta phải ghép vào? Bởi lẽ trong đề bài của chúng ta yêu cầu là phải trong các hoán vị này nó có phải là số nguyên tố hay không. Vậy để kiểm tra được một số có là số nguyên tố hay không, ta không thể băm nó lưu vào trong mảng được, mà ta phải ghép nó trở lại thành một số nguyên. Vậy thì ta đã ghép được nó bởi thành một số nguyên bởi cái thao tác ghép các phần tử. Rồi sau khi ghép xong rồi, tới đây thì ta mới bắt đầu thực hiện theo yêu cầu của bài toán mình. Nếu nguyên tố của S mà bằng chu, thì khi đó ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán là tăng thằng Z lên. Ta tăng thằng Z lên. Trước đó ta phải tạo Z bằng 0 rồi. Đấy, ok. Trong khi tổ chức chương trình này, ta cố gắng kiểm soát được các biến nào là biến tổng quát, biến nào là biến địa phương, để chương trình của mình nó không bị quên, cuối chương trình ta xe thằng Z ra. Cái này nó ra bằng 2, không biết rồi. Sao lại có ra bằng A đây, quên. Thì thử lại số 43. Nó ra bằng 1. Thì là khi nãy thì số 1, 2, 4 nó ra bằng 2. Chắc là nó trong các cái hoán vị đấy có cái số nào đó nó... Rồi, như vậy thì trên đây thầy và các bạn đã cùng giải quyết được một cái bài toán rất hay, là bài toán áp dụng phương pháp sinh hoán vị để giải quyết một bài toán. Để vận dụng cái phương pháp sinh hoán vị để giải quyết một cái bài toán có tính chất
là tính chất vận dụng áp dụng phương pháp sinh. Thì với những cái bài toán mà để thi ở mức độ cấp tỉnh, thậm chí thi ở cái vòng loại lập đội tuyển, thì ta chỉ giới hạn dừng ở khoảng này thôi. Bởi lẽ trong giờ thi để cốt được thành công cái đoạn chương trình trên và các em cài đặt được, nó không sửa bất được lỗi, thì cả là một vấn đề đối với các bạn học sinh. Và các bạn cài đặt thành công và sửa được lỗi, kiểm soát được chương trình, thì các em cũng sẽ xứng đáng là các bạn có giải. Đấy, như vậy ở đây ta có hàm nguyên tố này, thủ tục xử lý này, đấy, thủ tục thử điền vào. Thủ tục này là để sinh hoán vị nhé. Đấy. Thủ tục này tách các chữ số của số nguyên n ban đầu này. Nhưng cái khó nhất khi mà áp dụng phương pháp sinh ấy, đây cái chỗ cái biến này này, rất nhiều người vẫn cho y chạy từ 1 đến n, và mọi người cứ cảm giác cái biến n này là cái độ dài. Đấy. Và khi ta vận dụng cái phương pháp sinh thì các bạn phải biết được rằng, ví dụ như để sinh dãy nhị phân có độ dài n là ok rồi, nhưng bây giờ mảng b của mình chỉ có k phân tử thôi, vậy thì mình phải sinh dãy nhị phân có độ dài là k. Cũng giống như vậy, để liệt kê ra các hoán vị của tập có n phân tử là bài toán gốc, nhưng bây giờ sau khi tách các chữ số của một số nguyên dương n ra, ta chỉ thu được mảng a có k phân tử, thì ta sẽ là bài toán sinh các hoán vị có k của một tập có k phân tử thôi. Thì phân biệt được như thế thì các em sẽ chắc chắn là sẽ kiểm soát tốt chương trình của mình. Mình quên quên bài này là thầy phải đổi lại tên file word ở file ở bên trong, nếu không mọi người lại bài công bố tác. Nên khi áp dụng các bài tập về phương pháp sinh, sau khi áp dụng được ở cái quyển phương pháp sinh kia là các em rất tốt rồi, thì các em lưu ý các bài tập vận dụng phía sau của nó thì ta vận dụng thật chính xác, cài đặt nhanh chóng, chấm một phát phương điểm luôn. Thế nơi bao ngầu. Nhờ đó bài phương pháp tranh thủ đó thì ta thử xem sửa lại ở cái bài bên trên này một tí. Bài tới sắm 2. Em thật quên chưa đổi tên file. Không sao, anh em nó cười cho chết. Rồi, như vậy thì ý tưởng của ta đó là liệt kê tập con có n phần tử. Như vậy thì về tư tưởng thuật toán ở trong bài trên thì thầy nhắc lại ta có các cái bước đã làm như sau. Bước 1 thì ta thực hiện nhập dữ liệu. Bước thứ 2, tách các chữ số. Của n lưu vào mảng A có k phần tử. Đấy. Ở bước 3, ta có sinh hoán vị có k phần tử. Sinh hoán vị có k phần tử lưu vào mảng B. Nhưng mà mảng B có tối đa cũng là k phần tử. Khi đó với mỗi hoán vị ta thực hiện việc thứ nhất ta sẽ thực hiện là tính khi nay ta với mỗi hoán vị này ta làm gì ở chỗ này nhỉ? Ghép nó lại thành một số nguyên. Cái việc ghép các số này thành một số nguyên nhỏ thì bây giờ mình ghép nó lại thành một số lớn. Số nguyên thì gọi là số nguyên S. Kế tiếp nữa ta sẽ thực hiện kiểm tra xem S có thỏa mãn điều kiện. Vì S ở đây là nguyên tố nên ta nên cài đặt giải thuật sàng ý là tốt hơn S để ta kiểm tra S thằng S cho nó nhanh nhé. Nếu có ở đây ta ghi luôn nếu ấy. Nguyên tố. Thì ta hiện là tăng đẳng test lên.
Nếu đề bài người ta yêu cầu liệt kê các cái số đó ra thì ta đưa nó ra. Nếu người ta yêu cầu là tìm hoán vị có giá trị lớn nhất thì các bạn đưa ra hoán cập nhật cái thằng S lớn nhất. Đấy. Hoặc là các em lưu tất cả các thằng S vào trong một cái priority queue thì các cái S lớn nhất nó sẽ nổi lên trên. Đấy. Và khi đó ta có thể đưa ra được các cái giá trị. Lưu ý bởi vì các ký tự của cái số nguyên dương N ban đầu nó khác nhau nên các hoán vị của nó chắc chắn khác nhau. Đó là ta đã mô tả ý tưởng thuật toán của cái bài toán. Sau đó ta của bài permutation. Thầy phân tích như thế, đây thầy hôm nay thì phân tích nó hơi chi tiết bởi vì một số bạn đã làm rất tốt bài này rồi. Thế bài permutation ở trên trên bảng điểm của ta có 1 2 3 bạn đã nộp ở permutation và có điểm rồi. Và bài này bài prime sum 1 prime sum 2 cũng đã có các bạn nộp bài. Cái khoảng thời gian ta đang học thì nếu các em cài đặt chưa kịp thì các em sẽ cài đặt nó sau nhé. Vậy thì ta nhớ rằng là cái ta đang là vận dụng các bài toán phương pháp sinh cơ bản để giải quyết một bài toán mới. Trong quá trình làm thì nhớ kiểm soát được các cái biến mà ta đang dùng để tránh nhầm lẫn rằng mọi thứ nó là n là toi ngay. Đó là bài số ấy. Hôm nay ta sẽ cố gắng học lâu muộn hơn một tí các em nhé. Xong để ta sẽ giải quyết luôn cái tập này để buổi học tới ta sẽ làm cái tập bài mới, bởi vì bài này ta không thể kể muộn hơn được nữa. Tập bài này ta phải hoàn thiện, không thể yêu cầu vì ta có 5 buổi mà hôm nay sang buổi thứ 3 này mới được có 11 bài thì ít quá. Rồi như vậy thì qua bài số 10 này thì qua bài số 9 này các em lưu ý ta đã được đề cập đến hoán vị của các số nguyên tố, tìm hoán vị nguyên tố của một số nguyên. Sau đó người ta yêu cầu là tìm hoán vị vừa là nguyên tố vừa là đối xứng, rồi tìm hoán vị nguyên tố đối xứng lớn nhất, rồi tìm một cái hoạt đấy, vân vân mây mây. Đến số lượng các số nằm trong đoạn từ M đến N có hoán vị là số nguyên tố và là số đối xứng. Đấy, người ta mở rộng thành rất nhiều các bài toán về số học nâng cao. Cái khó nhất đối với các bạn khi học lập trình với cái phần này đó là kỹ thuật tổ chức chương trình. Do đó thầy cũng đang hoàn thiện một cái quyển bộ sách gọi là bộ sách kỹ thuật tổ chức chương trình. Qua đó các bài toán lớn thường chia thành các module bài toán nhỏ, và việc cài đặt thành công các bài toán nhỏ thì sẽ giải quyết được bài toán lớn. Khi nào xong thầy sẽ gửi tặng các bạn. Rồi ta sang tiếp bài số 10 các em nhé. Hơi buồn ngủ một tí nhưng mà các em cố gắng thì cho mình tu xong. Rồi ta sang bài kế tiếp là bài phân tích số. Cái ông dê mèo viết một số nguyên dương N lên bảng. Ông muốn biết tức là có bao nhiêu cách phân tích N thành tổng các số nguyên tố khác nhau đôi một. Đấy. Nếu như cái bài toán phân tích số cơ bản mà các bạn khi học về quy hoạt động chẳng hạn, thì cho số nguyên dương N hay đếm số cách phân tích N thành tổng các số tự nhiên là cái bài toán cơ sở. Hãy phân tích N thành tổng các số tự nhiên đôi một khác nhau. Phân tích N thành tổng các số tự nhiên sao cho mỗi số không được sử dụng quá K lần. Rồi phân tích số N thành tổng các số nguyên tố. Rồi phân tích N thành tổng các số nguyên tố khác nhau. Đấy, mức độ nó cứ nâng dần lên. Vậy thì bây giờ ta giải quyết cái bài toán này là bài toán là cho số nguyên dương N. Hãy đếm số cách phân tích N thành tổng các số nguyên tố khác nhau đôi một. Đấy. Vậy thì ví dụ như cách phân tích 2 cộng 3 2 cộng 3 cộng 5 bằng 10 thì cách 3 cộng 2 cộng 5 vẫn tính là một cách thôi nhé. Đấy. Vậy thì ta sẽ quay trở lại cái bài toán này là bài toán đệ quy phân tích số. Vậy thì ở trong cái quyển phương pháp sinh thầy về đã gửi tới các em nhảy sang ở trong chương số 3, chương số 1 đấy nhá. Ở trong cái quyển này thì ở trong chương 3. Đâu nhỉ?
Vừa rồi ta đang chương 3 liệt kê hoán bị xong, bè quên, ta sang chương 4, quay lui. Đấy, chương 4 nó có chữ quay lui to đùng. Quay lui thì ta có cái quay lui về bin là sinh ra nhị phân này, tổ hợp chập K của n phần tử này, liệt kê hoán vị này. Rồi ta, tương tự, cái của ta là phân tích số, ta có quay lui phân tích số, đây, quay lui phân tích số 1. Đấy. Vậy thì ta có bài toán là, cái bài toán đầu tiên, bài toán gốc là cho n liệt kê cách, hãy liệt kê các cách phân tích n thành tổng các số nguyên dương. Đấy. Đấy. Ta phải giải quyết được cái bài toán này trước. Sau đó các trong các cách đấy nếu mà chỉ bao gồm các số nguyên tố khác nhau thì đó là bài toán ta cần phải làm. Rồi với cái cách làm như thế thì ta sẽ có ý tưởng giải thuật của bài toán này như sau. Ta copy lại lấy cái form cái bảng này. Trước khi nói thế thì thầy cũng quay ra luôn ở ở bên tay phải thì có một cái factory of là 768 bit RSA module phiên bản 1.4 và được công bố vào năm 2010. Đây là một trong những phiên bản là một trong những giải thuật để mã hóa dữ liệu. Các bạn nhận thấy rằng mã hóa dữ liệu với 768 bit cái độ dài như thế này thì việc mã hóa này phải nói là mã hóa siêu tối ưu. Và cái ta đang cần là việc học chuyên đề số học sẽ phục vụ cho cái vấn đề này cực kỳ lớn, các bài toán mã hóa. Ở phần nâng cao thì thầy sẽ có, không phải phần nâng cao, ở phần sau sẽ có những bài tập về liên quan tới các giải thuật RSA, giải thuật mã hóa dữ liệu. Để các bạn biết trước, sau đằng nào sau này các em cũng vào các ngành IT, ngành khoa học máy tính thì các em sẽ được học nó chi tiết. Thì chi bằng mình học và làm nó trước dưới dạng một đề thi học sinh giỏi. Nó thi cái gì trên cái RSA này, nó là một cái rất hay, cái giải thuật mã hóa dữ liệu. Rồi ta sẽ quay về cái bài toán thuật toán này thì ta có áp dụng cái phương pháp quay lui về bài toán phân tích số. Quay lui bài toán phân tích số. Bài toán này nó có tên là quay lui phân tích số 1, nó bài số 47. Và thầy hy vọng là trong nhóm lớp mình có từng người bạn, các bạn hãy cố gắng hoàn thiện. Thì trong phương pháp sinh này thì ta nhận thấy như sau. Thì người ta chứng minh được rằng là với mỗi giá trị để phân tích n thành tổng của các cái số nguyên dương ai thì ở vị trí thứ y giá trị của ai để một cách phân tích không bị lặp lại thì thằng ai nó sẽ lớn hơn hoặc bằng thằng ai trừ một. Nếu mà muốn cách phân tích của mình mà không bị lặp lại thì ta bỏ dấu bằng đi. Tuy nhiên như thế thì ta cứ phân tích cả trường hợp bằng đi. Sau đó ta sẽ giải quyết nó ở cái sau khi ta thu được. Vậy thì với mỗi thằng AI của ta, ta sẽ thử các giá trị nằm trong phạm vi từ AI trừ 1 cho tới N trừ TI trừ 1. Trong đó TI là tổng các phần tử đã được phân tích rồi. N trừ TI trừ 1 đó là số phần còn lại chia cho 2 đi bởi vì tránh nó bị lặp lại. Các phần đã được phân tích. Vậy thì phần tử cuối cùng của cái dãy mà điền ở vị trí thứ Y sẽ điền là bằng là ở vị trí thứ Y ở cuối cùng một dãy trong một cách phân tích sẽ bằng là tổng số định mang đi phân tích trừ đi số lượng đã phân tích được rồi thì phần còn lại sẽ put vào cái thằng cuối cùng. Đấy, thì ta cần ai bằng n trừ t trừ 1. Vậy thì ta sẽ áp dụng theo đúng cái tư tưởng ta là thực hiện. Ta sẽ thử di các cái giá trị di nằm trong phạm vi từ ai trừ 1 cho tới n trừ t trừ 1 chia cho 2. Rồi sau ta quy đồng mẫu số 2 lên đây cho nó đẹp. Khi đó ta thực hiện ở vị trí với mỗi thằng di ta gắn ai bằng di để ta điền nó vào. Sau đó số lượng đã phân tích được rồi thì bằng số lượng phân tích trước đó cộng thêm thằng di. Tức là đây là gọi là số tiền đã tiêu rồi. Bằng số tiền đã tiêu trước đó cộng với số tiền vừa tiêu là di. Sau đó ta lại thử điền vào ô kế tiếp các cái giá trị tương tự. Quá trình vòng for này nó dừng khi mà cái
giá trị Z của mình vượt quá thằng N trừ TI trừ 1, tức là ta phân tích xong. Thì khi đó phần còn lại của dãy số là cái thằng phần tử cuối cùng nó sẽ là N trừ đi TI trừ 1. Đó, tức là TI trừ 1 gọi là tổng số đã tiêu, N là tổng số đã có, trừ đi tổng số đã tiêu gọi thì còn lại phần dư, thì phần tử cuối cùng của dãy số sẽ là phần dư đó. Khi đó thủ tục thử này chạy xong, cái ta thu được là một mảng A chứa cách phân tích số nguyên dương N. Và khi đó ta thu được ta mảng này nó có y phần tử, vậy ta gọi thủ tục xử lý y. Mảng này nó có y phần tử nhé. Vậy thì ta duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng, ta đưa các phần tử này ra. Vậy ở đây thầy do cái khoảng thời gian cuối giờ này thì để cài đặt trực tiếp vào đây để cho các bạn cùng quan sát cho nhanh. Bây giờ thì ta sẽ thực hiện như sau. Đây thử điện vào đây thử giải thuật phương pháp phân tích số nhé, để quy phân tích số là ta thử các giá trị z nằm trong phạm vi từ ai trừ một cho đến cái vị cho đến z nhỏ hơn n trừ t trừ một chia hai. Khi đó ta bởi vì ta đang sinh vào mảng b nhé, ở cái bài toán này và từ bài toán này có dùng mảng a làm gì nhỉ, thôi bài này không dùng mảng a làm gì, thì ta dùng ta gắn ai thì bằng z là cái cách phân tích đấy, ta cách giữa toán tử và toán hạng ra. Biết ngày xưa đứa học sinh nào của thầy cốt mà trông nó chán đời này, cách giữa toán tử và toán hạng ra cho nó đẹp. Rồi sau khi ta tiêu hết di đồng thì số tiền đã tiêu sẽ bằng số tiền tiêu trước đó cộng với thằng vừa phân tích. Sau khi thực hiện xong cái công việc này, cái ta thu được là phần dư cuối cùng là chính là n, số lượng tiền tổng số tiền đã có trừ đi số lượng tiền đã tiêu, thì cái thằng cuối cùng sẽ được điền là phần dư còn lại. Khi đó ta thu được mảng A có y phần tử, ta gọi thủ tục xử lý mảng A có y phần tử. Thủ tục xử lý mảng A có u phần tử thì sẽ thực hiện công việc là duyệt từ đầu mảng A cho đến cuối mảng A và thực hiện yêu cầu. Đến phần tử thứ y, ta đưa giá trị của thằng ai ra. Đấy, các bạn thấy cũng là một cái code mà sao code tù túng thế này. Ta CL Airline. Đấy. Rồi bây giờ ta trong chương trình thì ta bắt đầu ta sẽ khởi tạo giá trị n, nhập giá trị n. Ta gắn a không bằng 1 và ta gắn t không bằng 0. Vậy thì tại sao ta gắn a không bằng 1? Bởi vì cái phân trong quá trình ta phân tích thì cái số đầu tiên bé nhất mà ta phân tích sẽ là bắt đầu từ số 1 trở đi. Trong bài toán phân tích thành số nguyên tố ta có thể khởi tạo a từ 2 trở a không từ 2 trở đi. Bởi vì khi ta phân tích nó thành tổng của các số nguyên tố thì số 1 xuất hiện thì cấu hình đó chắc chắn là không phù hợp rồi, ta bỏ qua luôn cấu hình đấy. Đấy, vậy ta thử chạy với n bằng 10 thì ta có những cách phân tích nào. Đấy, với n bằng 10 thì ta có cách phân tích làm 10 số 1. Đấy, ta có các cách phân tích như sau. Trong các cách phân tích này thì mình để ý rằng này, có các phân tích này có số nguyên tố nhưng xuất hiện số 1 không ổn lắm. Về cách phân tích này chỉ bao gồm các số nguyên tố nhưng các số này thì xuất hiện là hai lần đúng không? Bài này người ta có đây các số nguyên tố khác nhau. Đấy, nên cái cách này cũng không thỏa mãn. 235 ồ được một thằng thỏa mãn. Thằng 37 cũng là thỏa mãn. Thằng 55 cũng là tổng của hai số nguyên tố nhưng hai số này giống nhau là không thỏa mãn. Đấy. Vậy thì để thầy copy luôn cái thằng này, còn thằng này dài quá thôi. Thầy lấy một cái test bé hơn đi. À quên, thầy đang ở bên Word mà thầy cứ ấn F9 để chạy. Vậy thầy lấy số 6 đi. Đấy. Số 6 thì ta nhận thấy rằng là không có cách nào mà có tổng của hai số nguyên tố khác nhau cả. Từ đúng là số 6 cũng không. Thầy thử số 7 làm sao? Số 7 chắc có số 2 với số 5 hơn. Trong các cách này thì có cách thằng 2, 25
là thằng thỏa mãn, thằng 223 cũng được. Như vậy thì với cái bài đề quy phân tích này thì người ta mở rộng thành rất nhiều bài toán. Nào là phân tích n thành tổng các số nguyên tố này, phân tích n sao cho thành tổng nhiều số nguyên tố nhất này, phân tích n chỉ bao gồm các số nguyên tố khác nhau này, rồi x, y, z, vân vân. Đấy. Vậy thì với cái cách như trên, ta đã giải quyết được cái bài toán là phân tích một số nguyên dương n thành tổng của các số. Bây giờ ta phải quay về bài toán là cho một mảng A, kiểm tra xem mảng A này chỉ bao gồm các số nguyên tố khác nhau hay không. Đấy, cái mấu chốt của ta bây giờ là ta làm cái bài toán đấy. Đây. Rồi bây giờ ta quay về bài toán của mình. Bây giờ qua bài toán xưa của mình chỉ quay quanh vấn đề thủ tục xử lý thôi. Bây giờ là phải kiểm tra xem mà cái thằng AI này chỉ gồm các số nguyên tố khác nhau đôi một. Đấy. Vậy thì để chỉ gồm các số nguyên tố khác nhau đôi một thì cách tốt nhất đó là ta nên chuẩn bị sẵn cái mảng giải thuật sàng nguyên tố. Để tí nữa với một thằng AI ta chỉ cần kiểm tra thằng F của AI có là thỏa mãn điều kiện hay không. Đấy. Nên là trong chương trình của mình sẽ cần có một cái sàng nguyên tố. Đấy. Vậy thì với bài số nguyên dương N này thì mình sẽ gọi sàng Eratos cho tới giá trị N để lưu được trạng thái của mảng F. Đấy. Khi đó bây giờ ta có công việc là một mảng A, khi các bạn để ý là cái cấu hình của mảng A này nó luôn là một dãy tăng dần 1 1 1 2 1 3. Đấy, nó là một dãy tăng dần nên ta cũng for từ đầu đến cuối thôi. Nếu có hai thằng bằng nhau thì vi phạm, nếu có thằng nào không phải là nguyên tố cũng vi phạm, đúng không? Nếu có thằng nào không phải là nguyên tố cũng vi phạm, nếu hai thằng bằng nhau cũng vi phạm. Vậy thì ở đây ta sẽ thực hiện theo đúng cái kỹ thuật ở đấy. Chỗ này ta sẽ thực hiện luôn là nếu mà cái thằng AI mà nếu mà nó có bằng nhau thì hai thằng đấy chắc chắn nó sẽ đứng cạnh nhau các em nhé. Mà thằng AI cộng 1, như vậy ở đây mình for cho tới U trừ 1 đi. Chỗ này thì giờ các em có thể thoải mái code theo cách của mình. Thì ta return luôn. Đây là trường hợp thứ nhất. Là nếu hai thằng bằng nhau thì đây thì nó cũng loại rồi. Trường hợp thứ hai là nếu F của thằng AI bằng phô. Khi F của thằng AI bằng phô thì điều đó chứng tỏ rằng trong dãy số này, trong các cách phân tích này có một cái toán tử được đưa ra, có một toán hạng là nó không phải là số nguyên tố. Vậy thì nó cũng return false luôn. Đây thầy đang tách độc lập nhé. Sau đó các em trường hợp nữa. Còn trường hợp nào nữa nhỉ? Nếu hai phần tử mà bằng nhau thì bị loại. Nếu có một thằng nào đó là không phải là số nguyên tố cũng loại. Còn cái thằng A là thằng thứ N trừ 1 mình vẫn chưa xét đến nhỉ. À quên, cái thằng thứ U mình chưa xét đến. Này ta ca xử lý khéo léo rất là mất. Mất công chạy bằng cơm thì ta chạy nó luôn bằng cơm. Đây. Nếu nó không bị return false lần nào thì ta sẽ
Cái quên nhé, thủ tục xử lý này ta sẽ return ra ngoài thôi, không phải return full, xin lỗi. Đây ta đang đang sử dụng hàm return ra ngoài, tức là ta sinh ra cấu hình kế tiếp. Còn sau vòng lặp for này, nếu nó không bị return lần nào thì điều đó chứng tỏ rằng cấu hình này là một cách phân tích tốt. Đề bài người ta yêu cầu là đếm, vậy thì mình sẽ tăng bằng z lên. Nó không bị return lần nào thì khi đó mình sẽ tăng bằng z lên, phải tạo z và phải đảo bằng không nhé. Và như vậy thì cuối chương trình của mình thì sau khi nhầm n xong thì mình sẽ cao ra z ở đây. Ở đây thì do cái sàn Eratosthenes chưa có nên khi chạy chương trình mình chưa chạy được, nhưng mà các bạn cài đặt thêm cái sàn Eratosthenes đấy nhé, và mình sẽ sàn cho tới n đấy. Như vậy thì cái nói chung là với một cái bài toán của bài toán phân tích số thì ta chỉ cần làm như trên. Cái thủ tục phân tích số là phần thủ tục cố định. Bây giờ với một cái cách phân tích, ta kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Ví dụ ở bài toán này là chỉ bao gồm các số nguyên tố đôi một khác nhau, thì như vậy là nếu nó bằng nhau ta cũng loại, nếu nó không phải là số nguyên tố ta cũng loại đấy. Còn sau vòng lặp for nếu mà nó không bị return ra ngoài thì chứng tỏ nó là một cấu hình thỏa mãn, thì ta tăng biến z lên, trong đó z là kết quả của bài toán. Rồi, vừa rồi ta đã tua nhanh qua được cái bài toán số 11 và số 10. Hết cột thứ nhất thì sang cột thứ hai các em nhé, để như câu chương trình nó em có cái tham khảo nó tiện hơn. Khi làm ở bài này thì mục tiêu của nó là đang vẫn là cái bài toán vận dụng bài toán phương pháp quay lui nhé. Ta vận dụng bài toán phương pháp quay lui để giải quyết một cái bài toán mới, trong đó cái bài toán mới của ta đây là bài toán phân tích số. Sau đó với mỗi cách phân tích ta thu được một cấu hình, và ta kiểm tra xem cấu hình đó có thỏa mãn hay không. Nếu mà ta làm được cái bài toán tổng quát của nó thì các bài toán còn lại ta làm hoàn toàn được. Độ phức tạp của thuật toán của nó hơi cao, nhưng cách này làm luôn đúng. Và đi thi với những bài toán khó, bài toán cao mà làm được luôn đúng là các bạn với cái máy chấm cấu hình mạnh thì các bạn cũng được cơ số điểm ở đó rồi. Và ta không biết còn đủ thời gian để làm nốt, thầy tua nốt với các bạn là các bạn nào vừa bay ra bay vào nhỉ. Như vậy trên đây là cái bài toán là phân tích số. Để hiểu kỹ hơn thì các bạn có thể xem bài quay lui phân tích số ở phương pháp sinh. Và như vậy thì ở trong đây ta có bước 1, ta thử nghiệm nhập dữ liệu. Ở bước thứ 2 ta sinh quay lui sinh tổng, quay lui phân tích số n. Bước 3 với mỗi cấu hình thì ta kiểm tra nó có chỉ gồm các số nguyên tố khác nhau, nếu có, nếu thỏa mãn thì ta tăng bằng z lên một đơn vị. Và ở bước 4 thì ta sẽ đưa thằng z ra. Đấy, đó là ý tưởng thuật toán của ta rất rõ ràng. Ở đây thì thầy code hơi chi tiết được một tí, bởi vì năng lực ở trong nhóm thì cũng có sự phân biệt khá rõ giữa các bạn ở trong lớp. Đấy. Thôi thầy đọc mất thằng kia nào. Rồi ta sang còn bài cuối ở bài số 11 để cho nó hết của cái tập bài ngày 1-2-3 nhé. Trên hình ảnh của các bạn đây là cái huy chương đồng của cái kỳ thi Olympic tin học quốc tế. Đây là kỳ thi cao nhất trên thế giới về cái cuộc thi học sinh giỏi ở môn tin học. Đây là cái huy chương đồng quốc tế IOE ở Mexico 2006. Các cái huy chương đồng, huy chương vàng, huy chương bạc hiện nay chủ yếu rơi vào các cái trường lớn, ví dụ như trường chuyên khoa học tự nhiên,
rồi trường chuyên lớn như trường chuyên Trần Phú Hải Phòng, trước đây có chuyên Ninh Bình, chuyên chuyên Ninh Bình gọi là chuyên Lương Văn Tụy, ngày xưa cũng có giải châu Á quốc tế hình như chưa, rồi các cái trường chuyên khác nữa, thì thường họ sẽ đạt được các cái huy chương lớn. Mục tiêu của ta sẽ cũng cố gắng nhìn thấy cái huy chương này có cái động lực để làm việc nhé. Hy vọng là có các em sẽ có bạn nào đó sẽ phấn đấu để đạt được cái huy chương tầm khu vực. Ở cái bài này thì người ta cho này, cho một cái dãy số mà AI đôi một khác nhau. Đấy, ta tìm được cái keyword. Các bạn lấy bút gạch chân cái tờ đề. Nhiệm vụ của bạn là phải chọn ra 3 hộp quà và chọn thêm một cái phần thưởng có giá trị là x đồng. Trong đó x là ước chung nguyên tố lớn nhất của 3 cái số này. Đấy. Ước chung nguyên tố lớn nhất của 3 cái số này. Nếu không có ước chung nguyên tố thì coi như phần quà của mình sẽ được cộng là 0 đồng. Như vậy thì ta bài toán, quay về bài toán là cho n và dãy A1, A2, AN. Và nhiệm vụ của ta là hãy chọn ra 3 phần tử. Sao cho? Đấy, bài, cái ý tưởng của bài toán là cho n và cái dãy AI. Rồi hãy chọn ra 3 phần tử. Sao cho AI cộng AG cộng với ước chung nguyên tố lớn nhất của 3 số này. Ai chả? Ước chung nguyên tố lớn nhất của thằng AI, AG và AK. Cái này khá hay đấy. Và AK. Vậy thì nhìn thấy rằng là để biểu thức này đạt được giá trị lớn nhất thì ta nhận thấy rằng có bạn bảo thì em cũng không cần quan tâm đến cái ước chung nguyên tố lớn nhất của nó, mà em nên chọn luôn 3 thằng tốt nhất cộng nó lại, biết đâu nó cũng là ngon rồi. Thưởng hay không thưởng em không quan tâm, đúng không? Như thế thì nó cũng đúng thôi, nhưng mà nó đúng được một phần. Vậy thì ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc chọn khác. Nhưng mà ta đang gặp một chút khó khăn, đó là việc đi tìm ước chung nguyên tố lớn nhất của 3 số. Vậy thì việc tìm đi được ước chung nguyên tố lớn nhất của 3 số, về bản chất của nó chính là ta đi. Đây, ta sẽ thực hiện. Để tìm được ước chung nguyên tố lớn nhất của 3 số U, V và Z, thì ta đi tìm ước chung lớn nhất của nó. Theo cái giải thuật Euclid, hoặc là các bạn sử dụng hàm GCD có sẵn cũng được. Rồi. Tiếp đến ta phân tích, ta tìm ước chung lớn nhất của UVZ. Ta phân tích, thầy giả sử thầy thu được cái biến đó, thầy cho nó là biến P, thì khi đó ta phân tích P thành tích các thừa số nguyên tố, thì thừa số nguyên tố cuối cùng sẽ là ước chung nguyên tố của hàm, là sẽ là đi thẳng luôn, ước chung nguyên tố lớn nhất của U, V và Z. Đấy. Tức là bước 1 để tìm được ước chung nguyên tố lớn nhất của 3 số U, V và Z, ta đầu tiên ta đi tìm ước chung của nó đã. Trong các ước chung thì ta tìm thằng ước chung lớn nhất. Sau đó ta phân tích cái thằng, ví dụ như ước chung lớn nhất của U, V và Z là 6, thì thầy phân tích số 6 này sẽ bằng 2 nhân với 3. Vậy thì ta thấy rằng ước chung nguyên tố lớn nhất của U, V và Z sẽ chính là số 3. Đấy, bởi vì nó sẽ chia cho cái số nguyên tố lớn nhất, cùng chia cho số nguyên tố lớn nhất là số 3. Đấy.
Như vậy thì với cái ý tưởng như thế thì ta sẽ thực hiện theo tư tưởng là ta sẽ thực hiện duyệt cật lực. Ta chọn là ba thằng mà. Lại duyệt tiếp. Di chạy từ y cộng 1 cho đến n trừ 1 và ta lại duyệt phát nữa. Ta duyệt tiếp là ta duyệt k chạy từ j cộng 1 cho đến n. Khi đó thì ta thực hiện hai việc. Việc thứ nhất thầy gọi S là kết quả của bài toán. Thì thầy gắn bằng thầy tính độc lập đi bằng a hay y cộng lại thì thang ngay thằng này vào đây. Đấy. Trong đó cái hàm ước chung lớn ước chung nguyên tố lớn nhất thầy tổ chức nó thành một hàm. Chính là cái hàm mà cái đấy ta vừa cốt ở bên trên đây theo ý tưởng đấy. Đề bài người ta yêu cầu là kết quả tìm được là cái cách chọn đưa ra được giá trị tốt nhất. Vậy thì mình sẽ cập nhật bằng mắt của thằng Z với thằng E. Đấy. Ta làm rất tường minh. Ta nhìn lại giới hạn của đề bài. Giới hạn đề bài của ta đây là n là bằng 500, 500 mũ 3 thì nó sẽ bằng 20, 75 nhân với 10 mũ 6, nó tương đương với khoảng tầm 10 mũ 8. Ok. Kế tiếp ở đây đi thì với mỗi bộ số này ta sẽ thực hiện đi tìm ước chung lớn nhất. Để đi tìm được ước chung lớn nhất theo giải thuật là giải thuật Euclid để tìm được ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V, sau đó lấy cái ước chung nó đi tìm ước chung với thằng C. Đấy. Với thằng kế tiếp thì độ phức tạp của nó sẽ là log của giá trị cái giá trị tốt nhất. Do đó cái đoạn này ta gần như là không đáng kể. Vậy thì độ phức tạp của nó tương đương với khoảng tầm n mũ 3 và làm theo cách trên ta sẽ đạt được điểm tối đa của bài. Nhiệm vụ của các bạn là cài đặt nó thôi. Vậy thì tuy nhiên với cái bài toán này thì cái hay nhất đó là ta đã chỉ ra được rằng là với bộ ba số U, V và Z thì ước chung nguyên tố lớn nhất của nó chính là tính được bằng cách là phân tích nó thành tích. Bước 1 đi tìm ước chung lớn nhất. Bước thứ hai phân tích ước chung lớn nhất đó thành tích các thừa số nguyên tố. Thì thừa số nguyên tố cuối cùng sẽ là ước chung nguyên tố lớn nhất của ba số này. Cái nhận định này là một trong những cái nhận định cực kỳ thú vị. Và sau này các em sẽ dùng nó để giải quyết được rất nhiều các bài toán. Đấy. Rất nhiều các bài toán nhé. Vậy trên đây là ý tưởng của giải thuật của cái bài toán Chu-Gít. Bên cạnh đấy, các em có thể tiếp cận bài toán theo hướng khác để giải bài toán này. Như vậy thì qua đây thì ta nhận thấy rằng thầy trò mình vừa vận dụng được một số các bài tập ở trong cái quyển phương pháp sinh do thầy biên tập và có rất nhiều lời giải của thầy và các bạn học sinh làm hay hay thầy cũng đưa thêm vào. Như vậy thì ta có 4 chương cơ bản của phương pháp sinh với khoảng 50, ở đây có 57 bài. Thầy mong rằng các em sẽ cố gắng khai thác cái quyển tài liệu này thật tốt nhé. Đó là quyển phương pháp sinh. Rồi còn với cái tới thời điểm hôm nay thầy cho mình là buổi thứ ba về chuyên đề số học thì tới thế này thầy update lại thầy update lại số trang và các em lưu ý tới thời điểm này thì ta có 11 bài thầy mà mong muốn nhận được đầy đủ trong lớp ta việc có 12 bạn thì thầy mong muốn nhận được đầy đủ 11 bài của đủ toàn bộ 12 bạn này để các bài nào mà chưa thấy trên bảng tay các bạn có thể nộp lại nhé. Đấy, ta xem bài này. Và với 11 bài thì điểm của các bạn là nó cũng khá cao. Sau bài chú ghim này có mỗi 2 test này. Bài chú ghim hình như là chưa, các bạn chưa nộp hết test. Các em lưu ý là khi làm bài thì nhớ nộp đề bài, nộp bài làm lên rồi cũng phải nhớ nộp test lên trên link Google Drive của mình nhé. Lưu ý là test của bài nào các em kéo thả vào đúng thư mục. Một số bạn kéo thả nhầm test vào đến khi chấm nó bị lỗi và nó không trả về kết quả. Rồi hôm nay thầy cho mình dừng ở đây thôi. Thầy cảm ơn các bạn, bây giờ cũng đã 10 rưỡi rồi, hình như ta học hơi quá quy định. Thầy hy vọng rằng là các em qua cái nội dung của cái buổi học này và qua ba buổi học đầu tiên về chuyên đề số học thì các em đã có được cái kỹ thuật cài đặt chương trình
Tốt rồi, biết được sử dụng sàng nguyên tố, biết sử dụng các cái hàm và thủ tục. Đấy, theo tiến độ ta là đây ba. Ở buổi kế tiếp thì có lẽ sáng ngày mai thầy sẽ hoặc là trong tối nay thầy sẽ cập nhật gửi tiếp cũng khoảng 11 bài nữa về, về cái chuyên đề về số học, thì để các bạn tiếp tục khai thác và làm các bài tập này. Lưu ý các bài nộp lên mà chưa có test thì các bạn nhớ phải nộp test lên để có test chấm nhé. Vì tất cả các lớp mà cùng nộp test chấm thì ta sẽ rất hiệu quả. Ta vừa có test chấm mà vừa có được kỹ năng xin test. Rồi, thầy vừa gửi tới các bạn rồi. Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chúc các bạn cài đặt thành công. Trong quá trình cài đặt, nếu code chỗ nào có lỗi thì các bạn góp ý comment để thầy sửa ở trong quyển file Word nhé. Bởi vì trong quá trình giảng này nhiều khi mình ngáo ngáo lại không biết sai chỗ nào. Rồi, thầy chào cả nhà. Chào các bạn. Chúc các bạn làm bài tốt nhé. Thầy chào các bạn. Chào con Minh. Cố gắng lên. Thầy chào Công Minh. Chào Minh Chu nhé. Thầy chào Phát. Bạn cố gắng lên top đầu cho thầy trên bảng danh.